Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, Tô Thương. Tập 57. Nửa năm trước, Tô Thương lúc đang ở Giang Bắc, thu nhận không ít thuộc hạ, như thần y Hoa Thời Mạc, ông chủ họ Đồng, Đồng Văn Thắng. Chỉ là nửa năm nay gần như đều không có liên lạc. Trương Vân Hải tại Giang Bắc có chút danh tiếng, mặc dù là giả nhân giả nghĩa, nhưng cũng tính là có sức ảnh hưởng người khác. Bây giờ, Tô Thương giải quyết Trương Vân Hải, mấy chuyện như giải quyết hậu quả thế này chắc chắn giao cho họ sẽ làm tốt hơn. Có điều Hoa Thời Mạc là thầy thuốc, trị bệnh cứu người thì ông ấy am hiểu, nhưng xử lý loại chuyện này, rõ ràng không thông thạo, vì thế Tô Thương mới liên lạc với ông chủ nhà họ Đồng, Đồng Văn Thắng. Cậu chủ. Đồng Văn Thắng ở đầu dây bên kia điện thoại, cực kỳ kích động, hơi thở như muốn dồn dập, rất cung kính nói ra, chuyện của cậu tại núi Cửu Phong, tôi đã nghe nói rồi, không ngờ mới trôi qua nửa năm mà cậu đã đặt chân đến cảnh giới Nguyên Anh, còn giết mấy tên cao thủ ngoại vực nữa, chúc mừng cậu chủ. Đồng Văn Thắng là ông chủ nhà họ Đồng, mặc dù nội bất xuất ngoại bất nhập, nhưng đối chuyện trong giới luyện võ lại cực kỳ chú ý. Mà tất cả những chuyện Tô Thương làm, vang động thiên hạ, có lẽ chỉ có những người như Lý Nguyệt, không thường xuyên ra ngoài mới không biết được thôi. Hả, tin tức truyền nhanh như vậy à, đến ông cũng biết rồi. Tô Thương khẽ cười nói. Đó là tất nhiên rồi. Đồng Văn Thắng vẫn rất kiêu ngạo nói, cậu chủ, cậu không biết đó thôi, bây giờ ở chợ đen Cửu Môn cũng đang bàn luận về chuyện của cậu, cậu đã được tôn sùng là lãnh tụ của giới luyện võ rồi đó. Ha ha, chỉ là hư danh mà thôi. Tô Thương cười lắc đầu, sau đó nói, lần này tôi điện thoại cho ông là có việc sắp xếp cho ông đây. Cậu chủ xin cứ nói, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực. Đồng Văn Thắng hưng phấn nói. Bây giờ Tô Thương, là một đại nhân vật nổi tiếng khắp thiên hạ, có thể đi theo người chủ này, rõ ràng là vinh hạnh của ông ấy, rất nhiều người muốn chen vỡ đầu, cũng không có được cơ hội như vậy. Bản thân mình nhất định phải biểu hiện tốt một chút, tranh thủ làm tốt chuyện mà cậu chủ giao phó, để đổi lấy niềm vui cho cậu chủ. Rất đơn giản thôi. Tô Thương cười cười nói, ông chủ nhà họ Trương, Trương Vân Hải, chắc hẳn ông biết chứ. Biết, tôi có gặp qua ông ấy vài lần, ông ấy là người lương thiện nổi tiếng ở Giang Bắc nổi danh người lương thiện, mấy năm trước làm hội trưởng hội từ thiện ở Giang Bắc, là một người tốt. Đồng Văn Thắng nói như thật. Tôi bây giờ đang ở nhà họ Trương, Trương Vân Hải đã bị tôi giết rồi, ông đến giải quyết hậu quả mấy chuyện này đi. Tô Thương phân công nói. Cái gì? Đồng Văn Thắng cực kỳ kinh ngạc, cười khổ nói, cậu chủ, Trương Vân Hải không hề có bối cảnh gì đặc biệt, nhưng danh tiếng của ông ấy tốt như vậy, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, cậu sao lại? Ai nói cho ông biết ông ta là người tốt? Tô Thương ngắt lời nói, ông tranh thủ thời gian đến đây một chuyến đi, hỏi thăm một chút người làm nhà họ Trương, chắc chắn sẽ có một nhận thức hoàn toàn mới về Trương Vân Hải đó. Còn nữa, tôi không thích giải thích, tôi nói ông làm cái gì, thì ông cứ việc làm theo, đừng hỏi lung tung này kia, lần sau không được lặp lại chuyện này nữa. Tô Thương lạnh lùng nói ra, sau đó liền cúp điện thoại. Vâng, thuộc hạ đáng chết. Đồng Văn Thắng giật nảy mình. Vội vàng mở miệng, có điều lại phát hiện Tô Thương đã dập máy. Mình thật lắm miệng mà. Đồng Văn Thắng cất điện thoại di động, vỗ vào miệng mình một cái, sau đó lo lắng nói ra, người dâu, chuẩn bị xe, qua biệt thự nhà họ Trương. Một bên khác. Tô Thương cất điện thoại di động vào vòng tay chứa đồ, sau đó trầm giọng nói ra, ra đi, đừng núp trên lầu nữa. Vừa nói xong. Tên người làm lúc trước nói chuyện với Lý Nguyệt, liền nơm nớp lo sợ từ trên lầu đi xuống. Bái kiến Tô thiếu gia. Cái tên hạ nhân này vội vàng quỳ xuống đất, run rẩy cuống họng khẩn cầu, Tô thiếu gia, tất cả chuyện này đều là do Trương Vân Hải sắp xếp, tôi chỉ là bị ông ta uy hiếp mà thôi, vì thế mới làm việc cho ông ta, cầu xin Tô thiếu gia tha cho tôi một mạng. Cậu bây giờ đang phủi sạch tội lỗi cũng mình đó hả? Tô Thương mặt trầm như nước nhìn chăm chú người này, giọng điệu lạnh lùng nói, tôi thấy ngoại trừ Trương Vân Hải ra, cậu là người mạnh nhất nhà họ Trương, chắc chắn đã làm rất nhiều chuyện ác cho Trương Vân Hải, cậu tên là gì? Tiểu nhân tên là Chu Kim, thật ra là bị Trương Vân Hải ép buộc,
ông ta truyền thụ võ công cho tôi, chính là vì để cho tôi thay ông ta làm việc, tôi. Được rồi, tôi không muốn nghe cậu giải thích. Tô Thương lạnh lùng ngắt lời nói, Trương Vân Hải làm những chuyện ác kia, cậu chắc chắn là người hiểu rõ nhất, chờ chút nữa sẽ có người đến tìm cậu, cậu tốt nhất phối hợp với ông ấy, công khai tất cả những chuyện ác mà Trương Vân Hải đã làm, nếu như làm tốt chuyện này, có lẽ tôi sẽ cân nhắc tha cho cậu một mạng đó. Tô thiếu gia xin yên tâm, tôi nhất định toàn lực phối hợp. Chu Kim nói tiếp, trong tay của tôi có một quyển sổ, phía trên có ghi chép những của cải mà Trương Vân Hải đã vơ vét được ở Giang Bắc. Còn nữa, con người Trương Vân Hải này, trong lòng cực kỳ biến thái, lúc trước khi thu thập máu trong lần đầu tiên của mấy cô gái đó, có giữ lại 20 cái video, đều là do tôi giữ lại, có thể xem như chứng cứ. Chu Kim nói bổ sung. Như thế thì tốt. Tô Thương thản nhiên nói, người đến xử lý chuyện nhà họ Trương là ông chủ họ Đồng, Đồng Văn Thắng, sau này cậu đi theo bên cạnh Đồng Văn Thắng đi. Thực lực của ông ấy, tất nhiên không bằng cậu, nhưng cậu phải nhớ kỹ, tôi không giờ phút nào không ở đây hết, nếu để cho tôi biết cậu chạy trốn, hoặc là không nghe theo mệnh lệnh của Đồng Văn Thắng, tôi tất nhiên sẽ có biện pháp tìm được cậu, dù là cậu có chạy trốn tới rừng sâu núi thẳm, cũng đừng hòng sống yên ổn, hiểu chưa? Tôi đã hiểu rồi, Chu Kim vội vàng đáp ứng. Ừm, Tô Thương nhẹ gật đầu, sau đó liền dẫn Lý Nguyệt, Trương Mộ Cổ, cùng rời khỏi biệt thự nhà họ Trương. Ba người sau khi đi không bao lâu, Đồng Văn Thắng liền sốt ruột vội vàng hoảng hốt chạy tới. Chu Kim không dám thất lễ, toàn bộ hành trình đều phối hợp với Đồng Văn Thắng. Sau khi hỏi thăm tình hình một lúc, Đồng Văn Thắng giật nảy cả mình, hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Nhà từ thiện lớn nhất Giang Bắc, Trương Vân Hải, thế mà tại sao lưng làm nhiều chuyện ác như vậy, thật không thể chấp nhận được. Tin tức này nếu bị truyền đi, chỉ sợ không chỉ có Giang Bắc, có lẽ cả nước sẽ như chim vỡ tổ, hạng mục tìm kiếm tin tức nhiều nhất, chắc chắn là chuyện này rồi. Chấm chấm chấm. Sau khi chuyện của Trương Vân Hải giao cho Đồng Văn Thắng, Tô Thương không hề hỏi tới nữa. Lúc này, đoàn người Tô Thương đã về tới trang viên nhà họ Tô, Lý Nguyệt tìm một cái phòng, nói là muốn nghỉ ngơi một lúc, thật ra là muốn tu luyện. Trước khi tu luyện, cô còn ở trong phòng nói một mình, nói muốn hù chết Tô Thương. Mà Tô Thương, thì ở trong phòng của mình, đưa Trương Thanh Thủy từ trong vòng tay chứa đồ phóng ra, chuẩn bị ra tay trợ giúp Trương Thanh Thủy khôi phục trí nhớ cùng thực lực. Còn về Trương Mộ Cổ, bởi vì lo lắng cho chị gái, vì thế đứng bên ngoài căn phòng của Tô Thương, đi qua đi lại, hết sức lo lắng. Lúc này, Tô Thương đứng bên cạnh giường, nhìn thấy Trương Thanh Thủy nằm ở trên giường, lộ ra một nụ cười. Trí nhớ thì tương đối dễ dàng khôi phục, dù là mình không ra tay, chỉ cần không tiếp tục sử dụng dược liệu của Trương Vân Hải nữa thì trong vòng nửa tháng có thể khôi phục trí nhớ rồi. Tô Thương nói tiếp, nếu mình ra tay, nhiều nhất 2 tiếng, thì cô ấy vừa có thể một lần nữa trở thành Trương Thanh Thủy, vừa nhớ kỹ toàn bộ ký ức 2 năm này làm Trương Ngu Ca. Cái tên Trương Ngu Ca này, miệng lưỡi quá đáng ghét rồi, hy vọng sau khi trí nhớ của cô khôi phục lại, trở thành Trương Thanh Thủy, thì thái độ cải thiện với tôi một chút. Nói xong, Tô Thương liền 2 tay bấm quyết, bắt đầu khôi phục trí nhớ cho Trương Thanh Thủy. Quá trình này là khá buồn tẻ nhàm chán, chỉ cần dùng linh khí, từng chút dọn sạch những dữ liệu cặn bã trong đầu Trương Thanh Thủy. Nhưng vì liên quan đến thần thức, nên Tô Thương không dám có chút chủ quan nào, nếu không lỡ như đụng phải chỗ không nên đụng. Trương Thanh Thủy sẽ lập tức biến thành kẻ ngốc, đây cũng chính là nhờ Tô Thương có sức mạnh linh hồn kinh khủng, mới có thể làm được chuyện này, nếu không phải vậy thì dù đổi lại là một người tu chân cảnh giới hóa thần cũng không có cách nào làm được. Quá trình này kéo dài khoảng hơn 1 tiếng, Tô Thương liền thu tay lại, đồng thời thở dài nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, Trương Thanh Thủy đột nhiên ngồi dậy, từ từ mở mắt, trong đôi mắt không còn dáng vẻ ngây thơ, không dành chuyện đời của Trương Ngu Ca nữa, thay vào đó là một vẻ cực kỳ lạnh lùng. Anh là người ở đâu, sao tôi lại ở chỗ này, nói. Ánh mắt Trương Thanh Thủy, đột nhiên nhìn vào ngắm Tô Thương, mặt trầm như nước hỏi Tô Thương. Có điều Tô Thương vẫn không trả lời, cô ấy liền hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ, ôm đầu nhìn như đau đến không muốn sống nữa.
A hát. Trương Thanh Thủy nhìn không được mà phát ra một tiếng kêu thảm, nước mắt nhanh chóng rơi xuống. Chấm chấm chấm. Lúc này, ngoài cửa, Trương Mộ Cổ nghe được tiếng kêu của chị mình, đột nhiên sắc mặt biến đổi, cực kỳ lo lắng. Chị! Trương Mộ Cổ muốn đẩy cửa vào, có điều nghĩ đến chuyện Tô Thương đã dặn, anh ấy liền dừng bước lại, Tô Đại Thiếu gia nói, tuyệt đối không được làm phiền anh ấy, nếu không thì chị mình sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao có Tô Đại Thiếu ở đây, chị của mình cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì, dù là mình đi vào, cũng không có chút tác dụng nào. Trương Mộ Cổ lẩm bẩm trong miệng tự an ủi mình, nhưng trong phòng, tiếng kêu của Trương Thanh Thủy càng ngày càng thê thảm. Chó má, ông không được qua đây, nếu đến gần tôi, đừng trách tôi không khách khí. A hát, cút ngay, mặc dù tôi đánh không lại ông, nhưng tôi có thể lựa chọn cái chết, ông nếu vẫn đến gần tôi một bước, tôi sẽ lập tức chết cho ông xem. Ông cho tôi uống thuốc gì, hèn hạ, tôi. Chấm chấm chấm. Giọng nói của Trương Thanh Thủy, truyền đến tai Trương Mộ Cổ nhất thời ngây ngẩn cả người. Tô Đại Thiếu gia, đang làm cái gì? Chẳng lẽ anh ấy, lại ép buộc chị gái của mình? Không phải chứ, Tô Đại Thiếu gia không phải loại người như vậy mà. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Trương Mộ Cổ càng ngày càng cảm thấy không đúng lắm, nếu như không có chuyện gì xảy ra thì sao chị mình lại đột nhiên nói ra những lời này chứ? Uống thuốc. Tô Đại Thiếu gia chẳng lẽ muốn chiếm được chị mình, nhưng chị mình không đồng ý, cho nên anh ấy mới. Cái này, không phải chứ? Trương Mộ Cổ trên mặt lộ vẻ khó xử, biểu cảm khó coi đứng ở ngoài cửa, cực kỳ khó chịu. Ai da! Cuối cùng, Trương Mộ Cổ thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, Tô Đại Thiếu gia thực lực cao cường, còn có thuộc hạ cường đại, anh ấy muốn làm chuyện gì, mình căn bản không thể ngăn cản được, dù có xông vào trong, cũng không thay đổi được sự thật, trái lại còn bị trở mặt mà gây bất lợi cho nhà họ Trương. Tô Đại Thiếu gia ơi là Tô Đại Thiếu gia, sao anh lại hồ đồ như vậy chứ, muốn làm anh rể của tôi, cứ nói thẳng một câu không được sao, chị của tôi tư tưởng rất phong kiến. Hơn nữa còn cực kỳ cố chấp. Chị ấy đã từng nói với tôi, một nửa còn lại trong lòng chị ấy, nhất định phải là cường khổ nói, Tô Đại Thiếu gia, nếu anh nói thẳng thì tốt biết mấy, sao phải dùng thủ đoạn bỏ thuốc hèn hạ này chứ, sau này tôi làm sao mới có thể đối mặt với anh được đây chứ, ai ya. Nói xong lời cuối cùng, Trương Mộ Cổ lại lần nữa thở dài, đối với Tô Thương có một chút thất vọng. Anh ấy hoàn toàn không ngờ. Tô Đại Thiếu gia gặp sắc lại nổi lòng tham, làm chuyện bỉ ổi này với chị Trương Thanh Thủy. Nhưng mà, Trương Mộ Cổ lại không thể đi vào cắt ngang, đầu tiên là không thể ngăn cản được, đi vào cũng không có chút ý nghĩa nào, thứ hai sẽ làm loạn mọi chuyện lên, chỉ sợ toàn bộ nhà họ Trương đều sẽ bị liên lụy. Càng nghĩ, Trương Mộ Cổ càng khẽ cắn môi, chỉ biết chọn rời đi, mắt không thấy tâm không phiền. Chấm chấm chấm. Giờ này phút này, trong phòng Tô Thương, Trương Thanh Thủy ôm đầu, trên giường giãy giụa, nhìn vẻ thống khổ cực kỳ. Có điều loại thống khổ này, lại dần dần yếu bớt, cũng không qua bao lâu, cô ấy liền yên tĩnh trở lại, ngồi ở trên giường không nhúc nhích. Trí nhớ dung hợp gần như ổn rồi. Lúc này, Tô Thương đứng bên cạnh giường, lộ ra một nụ cười ấm áp. Được lắm. Dung hợp trí nhớ. Vừa rồi lúc Trương Thanh Thủy dung hợp trí nhớ, cảnh tượng lúc trước bị Trương Vân Hải uy hiếp hiện ra trước mắt, cho nên mới thống khổ nói ra những lời nói đó. Còn về chuyện uống thuốc, thì là chỉ Trương Vân Hải điều chế thuốc áp chế trí nhớ cho cô ấy uống. Bây giờ dung hợp thành công, Trương Thanh Thủy chuyện gì cũng đều nhớ lại được, liên quan đến trí nhớ của Trương Ngu Ca, cũng đều nhớ rõ toàn bộ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này, Trương Thanh Thủy gật gật đầu, ánh mắt rơi vào ngắm Tô Thương, biểu cảm thoáng có chút phức tạp. Sau đó, cô ấy từ trên giường đi xuống, cảm kích nói ra, cảm ơn Tô Thiếu gia ra tay giúp đỡ, lúc trước nhiều có đắc tội với anh, mong Tô Thiếu gia rộng lòng tha thứ. Cô Thanh Thủy khách khí rồi, tôi và em trai Trương Mộ Cổ của cô là bạn bè, đây là chuyện tôi nên làm mà. Tô Thương khẽ cười nói, thế này mới đúng chứ.
con gái thì phải có dáng vẻ của con gái, nói chuyện không thể mang theo ý châm biếm được, trước kia trí nhớ của cô chưa dung hợp lại, nhiều lần làm tôi khó chịu lắm đó. Trương Thanh Thủy nghe nói như thế, ít nhiều có chút xấu hổ, không được tự nhiên mà vuốt lấy sợi tóc. Bây giờ thì tốt rồi, cô Thanh Thủy, cô như thế này, tôi cũng khá hài lòng. Tô Thương cười cười nói, nếu xét về quan hệ giữa tôi và anh Mộ Cổ, tôi cũng cần phải gọi cô một tiếng chị rồi đó, chị Thanh Thủy. Tô thiếu gia khách khí quá. Trương Thanh Thủy có chút được sủng ái mà lo sợ, sau đó quan sát tỉ mỉ Tô Thương vài lần, tò mò hỏi, Tô thiếu gia, tôi nhìn trong cơ thể cậu không có chút chân khí dao động nào, nhưng vừa rồi lại dùng một loại năng lượng khá rất đặc biệt, loại bỏ hết những dược liệu độc trong đầu tôi, đó là cái gì năng lượng gì vậy? Linh khí. Tô Thương nói rõ sự thật, tôi khác mọi người, tôi là một người tu chân. Cậu là người của thập đại cổ tộc, Trương Thanh Thủy nghe vậy, đột nhiên kiêng kỵ cực kỳ, rõ ràng không có ấn tượng gì tốt đối với cổ tộc. Dù sao trăm ngàn năm qua, thập đại cổ tộc nô dịch giới luyện võ, không chút kiêng kỵ mà vơ vét tài nguyên, nhà họ Trương chắc chắn không thể thoát khỏi, Trương Thanh Thủy chắc chắn căm hận người của cổ tộc. Không phải. Tô Thương lắc đầu, sau đó cười nói, ông cố của tôi là Tô Vô Kỵ, cô biết thập đại cổ tộc, chắc hẳn cũng nghe trưởng bối trong nhà nhắc về Tô Vô Kỵ rồi chứ. Tô Vô Kỵ. Hai mắt Trương Thanh Thủy lập tức tỏa sáng, kích động nói, nghe rồi, cậu là hậu nhân của tiền bối Tô Vô Kỵ sao? Ừm. Tô Thương nhẹ gật đầu, sau đó nói, tôi không thích giải thích nhiều lời, như vậy đi, cô tiếp nhận đoạn trí nhớ này, tìm hiểu một chút tình hình trái đất bây giờ. Hai năm gần đây, trái đất xảy ra rất nhiều chuyện, người tu chân thập đại cổ tộc đã giải trừ cấm túc rồi, có thể ra vào thành phố, cường giả ngoại vực cũng đã đến trái đất, thiên hạ này đã thay đổi cực kỳ lớn. Vừa nói, Tô Thương vừa hai tay bấm quyết, lấy một đoạn trí nhớ của mình, nhập vào trong đầu của Trương Thanh Thủy. Tất nhiên, những ký ức này không bao gồm một số bí mật của tu chân. Chỉ là ghi chép những chuyện trong đại xảy ra ở trái đất trong hai năm nay mà thôi. Đại hội võ thuật của trăm tông phái. Biến đổi giới luyện võ. 10 tên cường giả ngoại vực đến trái đất. Núi Cửu Phong. Trương Thanh Thủy sau khi tiêu hóa hết trí nhớ mà Tô Thương cho, khuôn mặt ngọc tuyệt mỹ lộ ra vẻ kinh ngạc cực kỳ, tự lẩm bẩm, không ngờ rằng trong hai năm gần đây, trái đất vậy mà xảy ra nhiều chuyện quan trọng như vậy, đáng tiếc quá. Mình không bắt kịp. Ngay sau đó, ánh mắt Trương Thanh Thủy nhìn vào Tô Thương, một đôi mắt đẹp lóe ra sắc thái khác thường. Thông qua trí nhớ, Trương Thanh Thủy hiểu rõ Tô Thương mạnh như thế nào. Khởi động cải biến giới luyện võ, nửa năm đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh, ở dưới núi Cửu Phong bộc lộ ra thần uy đánh cho các cao thủ ngoại vực chạy tan tác. Nhân vật cỡ này, nói thẳng ra là người giỏi nhất trong thiên hạ rồi. Chỉ là hậu nhân của nhà họ Tô, lại có thể sánh ngang với Tô Vô Kỵ trăm năm trước. Thiên tài tuyệt đỉnh. Tô thiếu gia tất nhiên xứng để được ca ngợi là thiên tài tuyệt đỉnh, công đức lưu truyền ngàn năm. Trương Thanh Thủy đến từ con nhà luyện võ, bản thân cũng là thiên phú siêu việt, trong thế hệ trẻ cũng rất nổi danh. Từ khi còn bé đến khi trưởng thành, thần tượng của cô chính là Tô Vô Kỵ, và lớn lên cô hầu như đều nghe câu chuyện của Tô Vô Kỵ. Trương Thanh Thủy rất ngưỡng mộ những đại nhân vật như Tô Vô Kỵ tung hoành một thời đó, cô ấy từng thề, nếu như không phải là cao thủ bất khả chiến bại thì cô sẽ không lấy, cho dù có phải cô độc suốt quãng đời còn lại, cô ấy cũng chịu. Bây giờ, những gì mà Tô Thương làm không thua gì ông cổ Tô Vô Kỵ của mình, thậm chí dường như vượt qua cả Tô Vô Kỵ nữa. Tuổi còn trẻ, cảnh giới Nguyên Anh, bất luận là khởi động cải biến giới luyện võ, thay đổi cục diện cho giới luyện võ. Hay là ở núi Cửu Phong chém giết cao thủ ngoại vực, mỗi một việc đều đủ để lưu danh muôn đời rồi. Bởi vậy, trong lòng Trương Thanh Thủy liền nổi sóng, lúc đối diện với Tô Thương thì biểu cảm của cô ấy có chút ngượng ngùng. Cô sao vậy? Tô Thương thấy vậy, liền hỏi, là do lúc nãy dung hợp lại ký ức xảy ra sai sót nào sao? Không, không có. Trương Thanh Thủy vội vàng lắc đầu, sau đó nói, Tô thiếu gia, không ngờ anh đã khởi động cải biến giới luyện võ. Mở ra thêm cảnh giới mới sau võ thần lục địa, thật khiến người ta khâm phục. Ha ha, chỉ là thời cơ đến mà thôi, cũng không liên quan gì đến tôi lắm. Tô Thương khẽ cười nói.
Tô thiếu gia khiêm tốn rồi, những chuyện anh đã làm đủ để tất cả những người luyện võ ở trái đất tôn xưng anh là thần minh rồi. Trương Thanh Thủy cười nói, người luyện võ bây giờ có cơ hội đột phá cảnh giới võ thần lục địa, đạt được cảnh giới cao hơn, đây là điều mà trước giờ chỉ nghĩ thôi cũng không ai dám, chỉ tiếc là, tôi. Nói đến chuyện tu luyện thì thần sắc của Trương Thanh Thủy có hơi ru rủ, cô ấy thở dài một hơi rồi rầu rĩ nói, hai, lúc trước tôi cũng là một thiên tài võ thuật, chưa đến 30 tuổi đã đạt tới cảnh giới thiên tông, đáng tiếc, bây giờ, tu vi của tôi bị phế hết rồi, đã trở về là một người bình thường rồi. Tên Trương Vân Hải đáng chết, đều là do ông ta hại tôi, nếu như không phải là ông ta thì tôi đã tham gia đại hội võ thuật rồi. Tôi cũng sẽ có cơ hội bộc phát mạnh mẽ sau khi cải biến giới luyện võ được khởi động. Bây giờ ít nhất thì cũng đã đạt được cảnh giới võ thần lục địa rồi, có khi còn có thể tấn cấp lên cảnh giới võ tôn nữa. Trương Thanh Thủy nghiến răng nghiến lợi nói, Tô đại thiếu gia, Trương Vân Hải đang ở đâu, anh trả lại ký ức cho tôi, nhưng không hề có những ký ức nào về ông ta, tôi muốn tự tay giết ông ta, để giải hết mối hận trong lòng tôi. Ông ta đã chết rồi. Tô Thương thành thực nói, sáng nay tôi và em trai cô, còn có Lý Nguyệt, đi đến biệt thự nhà họ Trương đã giải quyết ông ta rồi, cô không cần phiền lòng vì ông ta nữa. Vậy hời cho ông ta rồi. Trương Thanh Thủy hung hăng nói, sau đó thì cảm ơn Tô Thương, cảm ơn Tô Thiếu gia đã thay tôi báo thù. Chị Thanh Thủy đừng khách sáo như vậy. Tô Thương cười nói, chị Thanh Thủy. Nghe đến xưng hô này, tim Trương Thanh Thủy liền đập thình thịch. Dường như đang có một con nai nhỏ chạy loạn xạ trong lòng. Chị Thanh Thủy. Lúc này, Tô Thương mở miệng nói, chị không cần lo lắng về thực lực của mình, tôi có cách giúp chị hồi phục lại, thậm chí còn đặt chân lên cảnh giới cao hơn nữa. Thật sao? Trương Thanh Thủy nghe vậy, lập tức kích động không thôi. Tô Thương gật đầu cười nói, kỳ thực, Trương Vân Hải khống chế chị 2 năm qua thì chị cũng không hoàn toàn bị thiệt thòi gì. Ngược lại, còn có lợi lớn nữa. Ý gì vậy? Trương Thanh Thủy mặt tràn đầy nghi hoặc nói. Tu vi của chị đã phế hết rồi, đương nhiên không cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể. Tô Thương khế cười nói, tên Trương Vân Hải này, mục đích ông ta khống chế chị chính là nhìn chúng thiên phú của chị, muốn chị sinh cho ông ta một người nối dõi thiên tư tuyệt đỉnh. Nhưng ông ta cũng không ra tay ngay với chị, mà muốn cải thiện thể chất của chị một chút, để chị có thể chất mạnh hơn. Sinh ra được đứa con siêu mạnh, cho nên ông ta đã rất nỗ lực cải thiện thể chất của chị. Tô Thương nói tiếp, Trương Vân Hải sống đã 3.400 tuổi, tích lũy nhiều năm như vậy, bị người ta lừa mất đi một nửa còn lại hầu như toàn bộ đều dùng vào cơ thể của chị. Thuốc mà mỗi ngày ông ta cho chị uống, ngoại trừ khống chế trí nhớ của chị ra thì còn ẩn chứa những tinh hoa của các dược liệu lâu đời nữa, đối với cơ thể có ích nhiều hơn. Tô Thương lại nói, 2 năm trôi qua, trong cơ thể của chị đã tích góp được một lượng sức mạnh khổng lồ, toàn bộ đã được hòa lẫn vào xương cốt, máu thịt của chị cần biết cách lợi dụng thì lượng sức mạnh này có thể trở thành tài nguyên đột phá của chị. Tôi tính sơ qua thì nếu như đem hết số sức mạnh này dùng sạch thì chị ít nhất cũng có thể đặt chân lên cảnh giới võ tôn trung kỳ. Tô Thương nghiêm túc nói, võ tôn trung kỳ. Trương Thanh Thủy nghe đến lời này thì lập tức vui mừng như điên. Cô ấy vốn dĩ là một cô gái kiêu ngạo, cả đời không hề kém cạnh ai, nhưng bây giờ lại bị trở về làm một người thường thì chuyện này còn khó chịu hơn so với việc giết chết cô ấy. Bây giờ Tô Thương nói có thể giúp cô ấy đặt chân lại vào con đường luyện võ, đồng thời còn một bước tấn cấp lên võ tôn trung kỳ, tâm tình kích động của Trương Thanh Thủy đương nhiên sẽ dâng cao lên đến tột đỉnh rồi. Chị Thanh Thủy. Tô Thương khẽ cười nói, cũng may bây giờ tôi có thời gian. Nếu như chị bằng lòng thì tôi có thể giúp chị. Được, tôi bằng lòng, Tô thiếu gia, làm phiền anh rồi. Trương Thanh Thủy vội vàng gật đầu, nhìn vào mắt của Tô Thương, ánh mắt cô ấy tràn đầy khác thường, phần ân tình này, tôi sẽ luôn ghi nhớ trong lòng, từ nay về sau, tôi sẽ là người của anh kêu tôi làm gì thì tôi sẽ làm cái đó. Chị Thanh Thủy, tôi không thiếu thuộc hạ, ha ha ha, chị cũng không cần phải khách sáo như vậy, đến đây. Tôi giúp chị trở lại giới luyện võ, chị cứ nằm yên trên giường là được. Tô Thương mỉm cười, sau đó hai tay bấm quyết, bắt đầu ngưng tụ linh khí. Thuộc hạ. Tôi có nói là sẽ làm thuộc hạ của anh sao? Cái đầu gỗ này, ngay cả câu nói này cũng nghe không ra được ý tứ bên trong sao. Trương Thanh Thủy thầm liếc Tô Thương,
sau đó thì nghe theo lời Tô Thương nói, nằm yên trên giường. Tiếp theo, Tô Thương bắt đầu giúp Trương Thanh Thủy hồi phục lại thực lực, giúp cô ấy luyện hóa nguồn sức mạnh bên trong cơ thể. Chính ngay lúc này, ở bên ngoài phòng, Trương Mộ Cổ sau khi rời đi thì càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, trong lòng anh ấy cảm thấy uất ức vô cùng. Chị gái bị làm nhục, bản thân mình là em trai, rõ bắt gặp nhưng lại không dám ra mặt ngăn cản lại, đúng là quá hèn mà. Cho nên, Trương Mộ Cổ sau khi suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng khẽ cắn môi, đi đến bên ngoài phòng lần nữa. Ai ngờ anh ấy vừa tới nơi thì nghe thấy giọng nói của Tô Thương ở bên trong vọng ra. Chị cứ nằm yên trên giường là được rồi. Nằm yên. Tô Đại Thiếu Gia kêu ai nằm yên? Chị mình sao? Nghe giọng điệu của Tô Đại Thiếu Gia có vẻ rất dịu dàng, chẳng lẽ anh ấy đã chinh phục được chị gái của mình? Chị gái mình muốn làm gì vậy? Tại sao Tô Đại Thiếu Gia lại kêu chị ấy nằm yên trên giường là được rồi? Chẳng lẽ hai người đã chơi đùa đến mức buông thả đôi bên luôn rồi, chị mình cũng bằng lòng phối hợp với Tô Thương, vừa rồi chị ấy định thay đổi tư thế, liền bị Tô Thương ngăn lại, và anh ấy kêu chị ấy cứ tiếp tục nằm yên là được rồi. Chuyện này, khả năng cao lắm nha. Nghĩ đến đây, Trương Mộ Cổ lại rơi vào do dự lần nữa, trái phải đều khó xử, không biết cuối cùng mình có nên đi vào hay không. Chị gái đã không còn kêu la thảm thiết nữa. Xem ra hai người họ cũng rất hòa hợp nha. Ngay lúc này nếu như mình đi vào, há chẳng phải làm hỏng chuyện tốt của người ta, theo như tính khí của chị mình, còn không phải sẽ treo mình lên đánh cho một trận như tử sao. Hai, thôi bỏ đi. Nghĩ đi nghĩ lại thì Trương Mộ Cổ cuối cùng vẫn quyết định sẽ không đi vào, mà cứ trốn ở bên ngoài, chờ đến lúc Tô Đại Thiếu Gia và chị gái mình đi ra. Nếu như chị gái vẫn còn bị Tô Đại Thiếu Gia ăn hiếp thì Trương Mộ Cổ cũng suy nghĩ kỹ rồi, anh ấy nhất định sẽ xông vào ngăn lại. Nhưng tình hình bây giờ không giống như anh ấy nghĩ, vẫn là không nên xen vào chuyện của người khác nhiều thì hơn. Dù sao chị gái đã lớn như vậy rồi, nhưng vẫn chưa được nếm trải qua mùi vị này, để chị ấy cùng với Tô Đại Thiếu Gia trải nghiệm một phen đi. Kỳ thực, Tô Đại Thiếu Gia làm anh rể của mình thì cũng không tệ, thực lực thiên phú. Mọi mặt đều xuất sắc, chỉ là hơi đa tình một chút, Minh Chủ Thiên Sơn Tuyết của núi Cửu Phong, Lan Diệu Y của Xuân Quang Lâu, cũng chính là khi tham gia đại hội võ thuật cũng còn nháy mắt qua lại với Triệu Chỉ Nhược của núi Nga Mi nữa mà. Trương Mộ Cổ trong lòng thầm nghĩ, nhưng mà, đây cũng là điều bình thường thôi, đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu. Người đàn ông có bản lĩnh thì mới có nhiều phụ nữ thích, chị gái mình thích những người mạnh, đã định trước là sẽ đi đến bước này. Đi theo Tô Đại Thiếu Gia nói thẳng ra là quá hoàn mỹ rồi. Hai, bây giờ, thì ngay cả chị gái mình cũng sắp đi lấy chồng rồi, còn mình thì đến lúc nào mới trở thành người đàn ông chân chính đây? Trương Mộ Cổ bỗng nhiên nghĩ lại bản thân mình, không khỏi thở dài một hơi, anh ấy hạ quyết tâm, nếu như có cơ hội nhất định sẽ tìm một cô bạn gái, cùng trải qua một mối tình thắm thiết, mãnh liệt. Thời gian chớp mắt trôi qua, thấm thoát mà màn đêm đã buông xuống. Trong phòng, Tô Thương thu tay lại, cuối cùng anh cũng đã thành công rồi. Trương Thanh Thủy lúc này đã thay đổi tư thế, cô ấy đang ngồi khoanh chân ở trên giường, chân khí bay vẩn quanh thân. Phụt! Một giây sau, Trương Thanh Thủy đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cả tấm ra trải giường, nhưng mà Tô Thương vẫn đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không có hoảng loạn, rõ ràng là mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của anh. Tiếp theo đó, khoảng 2 phút sau, Trương Thanh Thủy dần dần mở mắt ra, cô ấy lấy tay lau đi vết máu nơi khóe miệng rồi từ trên giường bước xuống. Phun ra được ngụm máu này xem như chị thành công thật sự rồi. Tô Thương nhìn Trương Thanh Thủy, khế cười nói, chị Thanh Thủy, chị ngược lại còn khiến tôi khá ngạc nhiên đó. Tôi vốn nghĩ rằng, hôm nay chị đạt được cảnh giới võ tôn trung kỳ đã là tốt lắm rồi, không ngờ chị vậy mà vượt qua cả hậu kỳ, trực tiếp trở thành võ tôn đỉnh phong. Tô Thương nói tiếp, dựa vào tình hình của chị trước mắt thì đạt lên cảnh giới võ thánh cũng chỉ là chuyện trong tầm tay mà thôi, không tệ, không tệ, thiên phú như thế, quả thực không tệ. Chẳng trách Trương Vân Hải lại tốn nhiều công sức lên cơ thể chị như vậy, đời sau mà do chị sinh chắc chắn cũng là một thiên tài kiệt xuất. Tô Thương nói thêm, Tô Thiếu Gia quá khen rồi. Trương Thanh Thủy mặt tràn đầy cảm kích nói, tất cả những thứ này đều là nhờ có Tô Thiếu Gia. Nếu như không có anh thì e rằng tôi.
Ha ha, chị Thanh Thủy, quả thực còn có một người mà chị nên cảm ơn hơn đấy. Tô Thương mỉm cười nói, sức mạnh trong cơ thể của chị là do Trương Vân Hải tích góp từng chút một cho chị nên cảm ơn ông ta thật tốt mới phải, nhưng đáng tiếc ông ta đã chết mất rồi, nhưng mà không sao, chị có thể đốt giấy tiền cho ông ta. Trương Vân Hải đáng thương, bận bịu bỏ ra 2 năm, kết quả lại để cho người khác hưởng, giống như một tên ngốc vậy. Trương Thanh Thủy nghe thấy lời này, không nhịn được mà bật cười. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, Trương Mộ Cổ nghe bên trong có tiếng người nói chuyện, anh ấy liền gõ cửa hỏi xem có thể đi vào được không. Anh Mộ Cổ, có thể vào được mà, Tô Thương mở miệng nói. Ngay sau đó, Trương Mộ Cổ đẩy cửa bước vào, đầu tiên là chào hỏi Tô Thương trước, sau đó lại nhìn sang Trương Thanh Thủy, kích động như muốn khóc đến nơi chị, 2 năm qua em nhớ chị lắm. Khóc gì mà khóc, Trương Thanh Thủy rất có uy phong của chị đại. Lạnh giọng trách cứ, chị nói với em bao nhiêu lần rồi, tương lai em sẽ là người quản lý nhà họ Trương, là ông chủ của nhà họ Trương ở thành Phượng Dương, gặp chuyện thì phải tỉnh táo, 20 mấy tuổi đầu rồi mà còn giống như một đứa trẻ vậy, thật là mất mặt người nhà họ Trương mà. Chị, em chỉ là quá kích động thôi, Trương Mộ Cổ nghẹn ngào, lau nước mắt nói. Kiểm soát cảm xúc của mình lại thì mới có thể làm nên việc lớn được, em nhìn Tô Thiếu gia nhà người ta xem. Núi Thái Sơn sụp đổ ngay trước mặt mà cũng không hề biến sắc, đây mới là nhân vật thật sự đó. Trương Thanh Thủy vừa gặp lại em trai mình thì đã bắt đầu dạy dỗ, giọng nói lạnh lùng, chị thấy, so với Tô Thiếu gia em còn kém xa quá, em ngay cả ngón tay của anh ấy cũng không bằng nữa. Chị, tốt xấu gì em cũng là em trai của chị không thể có người đàn ông khác liền quên ngay em trai mình chứ. Trương Mộ Cổ lẩm bẩm nói. Em nói cái gì? Trương Thanh Thủy nghe đến câu nói này, lập tức khuôn mặt xinh đẹp như ngọc đỏ bừng lên, không còn giữ được vẻ mặt nghiêm trang lúc nãy nữa, trong nháy mắt đã hiện ra dáng vẻ ngượng ngùng của một cô gái. Khụ khụ. Tô Thương thấy vậy, vội vàng nói, anh Mộ Cổ, anh nói bậy gì vậy, đừng chọc chị anh chứ. Được rồi, bây giờ chị anh hồi phục trí nhớ rồi, cũng đã trở lại thành người luyện võ, mọi chuyện đều xong cả rồi, hai người cứ từ từ mà trò chuyện đi nhé. Tôi không làm phiền hai chị em nữa. Để lại một câu nói, Tô Thương liền quay người đi ra khỏi phòng, đem nơi này để lại cho Trương Mộ Cổ và Trương Thanh Thủy. Dù sao chị em người ta 2 năm rồi chưa gặp mặt nhau, chắc cũng có nhiều chuyện muốn nói. Tô Đại Thiếu gia, anh đừng đi, anh ăn sạch sẽ rồi muốn quỵt sao, như vậy không được, chị của tôi, chị ấy. Trương Mộ Cổ đang tính gọi Tô Thương lại thì Trương Thanh Thủy ở bên cạnh lại nghiến răng nói, Trương Mộ Cổ, hôm nay em làm sao vậy, nói bậy bạ gì thế hả? Chị, Trương Mộ Cổ lại không kiêng dè gì mà nói thẳng ra, trong phòng cũng không có người ngoài, chúng ta đừng nói lòng vòng nữa, đừng tưởng rằng em không biết chị và Tô Thương lúc này ở trong phòng đã làm gì, anh ấy đã làm với chị như vậy, chắc chắn phải chịu trách nhiệm với chị. Em im miệng đi. Khuôn mặt xinh đẹp như ngọc của Trương Thanh Thủy đỏ bừng lên, thẹn quá hóa giận nói, chị và Tô Thiếu gia là trong sạch, không làm gì hết, em thử nói bậy thêm một câu nữa xem. Cái gì cũng không xảy ra sao? Trương Mộ Cổ lập tức sững người lại, lẽ nào là mình lầm rồi sao, tất cả đều do mình suy diễn ra sao? Hừ, trên giường vậy mà lại có máu. Bỗng nhiên, Trương Mộ Cổ phát hiện ra vết máu ở trên ra trải giường. Lập tức xác định suy đoán của mình. Chị xem trên ra trải giường là cái gì? Lúc này, Trương Mộ Cổ giống như phát hiện ra một đại lục mới vậy, anh ấy chỉ vết máu trên ra trải giường, chất phất hỏi, máu, đó có phải là máu của chị không? Phải, nhưng mà... Trương Thanh Thủy muốn giải thích, nhưng lúc này, Trương Mộ Cổ lại nói. Nhưng cái gì chứ, là máu của chị là đúng rồi, chị và Tô Thương ở trong phòng cả nửa ngày. Kết quả trên ra trải giường lại có máu, chuyện này không phải rõ rồi sao, còn cần em phải nói gì nữa chứ? Chỉ là, chị của em ơi, chị cũng quá dễ dãi rồi, chị mới quen biết bao lâu chứ, vậy mà cứ như vậy đem cái đầu tiên của mình cho Tô Đại Thiếu ra rồi, em còn cảm thấy không đáng dùng chị. Trương Mộ Cổ dùng giọng điệu dạy dỗ nói, chị tốt xấu gì cũng nên giữ ý một chút, làm gì có chuyện dâng hiến nhanh như vậy chứ? Hai. Suýt nữa em quên, lúc đầu chị cũng không tình nguyện cho lắm, là Tô Đại Thiếu gia cưỡng ép chị, hai,
nghiệp chướng mà. Trương Thanh Thủy. Nghe xong những lời của Trương Mộ Cổ, Trương Thanh Thủy lập tức đen sạm mặt mày lại, đồng thời xấu hổ không thôi, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn em trai của mình. Hiến thân. Ép buộc. Cái gì với cái gì chứ? Trương Mộ Cổ. Trương Thanh Thủy không chút khách khí, trực tiếp véo cái tai của em trai mình, tức đỏ mặt, thở hổn hển nói, em đang nói cái gì vậy hả? Chị và Tô Thương là trong sạch, tên nhóc thối nhà em, miệng chó không nhả ra được ngà voi mà, hai năm không dạy dỗ em, thì tên nhóc nhà em từ khi nào đã trở nên đen tối như vậy rồi hả? Đau đau đau. Trương Mộ Cổ vội vàng xin tha chị, em sai rồi, em không nói nữa, xin chị tha cho em đi. Hừ. Trương Thanh Thủy lúc này mới thả tay ra, sau đó nghiến răng nói, còn dám nói bậy nói bạ nữa thì xem chị chừng chị em như thế nào. Được rồi, chị, em bảo đảm sẽ không nói bậy nữa. Trương Mộ Cổ ôm lấy cái lỗ tai của mình, chạy nhanh về phía cửa, sau đó lại phách lối, lẩm bẩm nói chị, là chị đã tự làm ra chuyện gì thì tự chị rõ, đã làm rồi còn không cho người ta nói, chị cũng quá bá đạo rồi. Em, Trương Thanh Thủy chỉ vào Trương Mộ Cổ nghiến răng nói, chị làm gì chứ? Lúc trước ở trong phòng, không phải chị la hét thất thanh sao, nói gì mà đừng qua đây. Còn chất chất vấn Tô đại thiếu gia đã cho chị uống thuốc gì nữa. Trương Mộ Cổ nói, đó không phải rõ ràng rồi sao, đại thiếu gia muốn cưỡng ép quan hệ với chị phản kháng không có kết quả, sau đó mới kêu la thảm thiết. Lúc đó em ở bên ngoài phòng, cũng trách em quá sợ hãi, lại hay nghĩ nhiều, không dám đắc đội với Tô đại thiếu gia, lo lắng sẽ liên lụy đến nhà họ Trương chúng ta. Trương Mộ Cổ nói tiếp, cho nên em mới tránh đi. Nhưng mà sau đó, em càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, người thân của em bị người ta ức hiếp, thì sao em có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ? Thế là em liền quay trở lại, nhưng em vừa mới tới ngoài phòng, đang chuẩn bị phá cửa đi vào thì lại nghe Tô đại thiếu gia nói, anh ấy kêu chị nằm yên trên giường là được. Trương Mộ Cổ nói tiếp, không phải rõ rồi sao, chắc là chị bị Tô đại thiếu gia chinh phục rồi, bắt đầu chủ động phối hợp với Tô đại thiếu gia. Tô đại thiếu gia kiên trì theo tiết tấu và tư thế của mình, bởi vậy mới kêu chị cứ tiếp tục nằm yên, đừng phá hỏng tiến tấu tấn công của anh ấy. Vốn dĩ chuyện này cũng chỉ là do em suy đoán, nhưng ngay lúc em nhìn thấy vết máu trên ra trải giường thì em có thể xác định chắc chắn rồi. Trương Mộ Cổ kiêu ngạo nói, chắc chắn là em đoán đúng rồi, cơ trí như em thì có chuyện gì qua mắt được em cơ chứ. Trương Thanh Thủy nghe thấy những lời này, tức giận đến mức mũi cũng biến sắc. Nghiến răng nói bậy nói bạ, hoàn toàn không hề đúng chút nào. Chị vốn dĩ kêu la thảm thiết là bởi vì chị dung nhập lại ký ức, những lời đó không phải nói với Tô đại thiếu gia mà là do chị nhớ đến những hình ảnh lúc trước Trương Vân Hải cho chị uống thuốc, cho nên mới nói những lời đó. Tô đại thiếu gia kêu chị nằm yên trên giường cũng khá đúng như em suy đoán nhưng mà là để anh ấy hồi phục lại thực lực của chị, chứ không phải là làm chuyện đó. Thanh Thủy thích nói. Về phần vết máu kia, đó là do cơ thể chị lọc máu ra, từ miệng chị phun ra, chứ không phải như em nghĩ. Ặc. Trương Mộ Cổ nghe vậy, lập tức sững người lại, lời giải thích này hợp lý quá, mình vậy mà không tìm ra được sơ hở gì để phản bác lại. Quá sơ suất rồi. Cũng đúng. Tô thiếu gia là người đáng để tin tưởng, anh ấy rõ ràng biết Trương Thanh Thủy là chị của mình, sao lại có thể dùng thủ đoạn cưỡng ép được chứ? Xem ra đúng là mình nghĩ nhiều rồi. Đều tại anh Phú Quý, khi không lại giới thiệu phần mềm BBC cho mình từ khi dùng cái phần mềm này thì mình không còn là mình nữa rồi. Trương Mộ Cổ, tên nhóc thối nhà em, vậy mà dám chửi bới chị gái mình như vậy, xem chị hôm nay xử lý em như thế nào. Trương Thanh Thủy hung hăng nói. Khụ khụ. Trương Mộ Cổ sau khi phản ứng lại thì vội vàng nói chị, em thừa nhận là do em nghĩ nhiều rồi. Hiểu lầm chị với Tô đại thiếu gia, em xin lỗi chị. Xin lỗi là xong sao? Trương Thanh Thủy mặt trầm như nước nói, hai năm không, yêu thương, em sợ sẽ quên mất những thủ đoạn yêu thương, của chị dành cho em lúc trước sao? Trương Mộ Cổ giật nảy cả mình, nhớ lại những hình ảnh chị gái dạy dỗ mình lúc trước, lập tức thấy lạnh cả sống lưng. Nhưng mà, Trương Mộ Cổ bỗng nhiên nhớ ra một chuyện. Lúc trước mình phạm lỗi. Thì chị gái luôn treo mình lên để đánh, nhưng là vì lúc đó cảnh giới của mình thấp hơn nên đánh không lại chị ấy. Nhưng bây giờ khác rồi,
bản thân mình đã nhận được quà tặng của cải biến giới luyện võ mà đã đặt chân lên cảnh giới võ tôn sơ kỳ, bây giờ nửa năm đã trôi qua, dựa vào sự nỗ lực của bản thân, cũng đã tấn cấp lên thêm một cảnh giới nhỏ rồi. Mà chị gái, cho dù thực lực đã được hồi phục lại như lúc đầu thì cũng không phải chỉ là thiên tông thôi sao, tính là cái gì chứ? Nghĩ đến đây, Trương Mộ Cổ lập tức phách lối trở lại, đứng yên tại chỗ ngẩng đầu nói chị chắc là ưỡn ngực, kiêu căng muốn đánh em chứ? Hừ, Trương Thanh Thủy mặt đen lại nói, sao nào, em nghĩ chị đang đùa với em sao? Ha ha, Trương Mộ Cổ đứng chắp tay, ra vẻ cao thâm nói chị, nhưng chị đừng trách em không nhắc chị. Bây giờ, thực lực của em đã mạnh lên rất nhiều rồi, e rằng chị không phải là đối thủ của em đâu. Trương Mộ Cổ tự tin nói, không phải em khoác lác, chỉ cần đánh một chưởng thôi thì cũng đã đánh chị văng ra xa rồi. Chỉ là, bây giờ em vẫn còn nể mặt chị là chị của em cho chị cơ hội lựa chọn lại một lần nữa, chị nếu như lại muốn đánh em. Trương Mộ Cổ đang nói thì Trương Thanh Thủy liền phóng ra khí tức của mình. Vù! Trong chốc lát, một luồng chân khí cuồn cuộn như vực sâu biển lớn bao phủ cả căn phòng, khiến ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ. Võ tôn đỉnh phong. Trương Mộ Cổ trong nháy mắt cảm nhận được cảnh giới của chị mình, liền chấn kinh nói, chị ít cũng phải là võ tôn đỉnh phong, không thể nào, chị gái sao đột nhiên lại như vậy chứ, sao lại thay đổi lớn như vậy? Trương Mộ Cổ, lúc nãy em nói cái gì, em một trưởng thôi cũng đã đánh văng chị sao? Trương Thanh Thủy mang theo uy áp khủng khiếp, vừa đi về phía Trương Mộ Cổ vừa nhíu mày hỏi. Em! Trương Mộ Cổ lập tức sợ rồi, sắc mặt đại biến, sau đó gượng nở một nụ cười, khụ khụ, chuyện đó, chị gái yêu quý của em ơi, em đùa với chị thôi mà. Chị là chị gái của em, chị ruột của em sao lại ra tay với chị được chứ? Chị nếu như muốn đánh mông trái của em thì em lại dâng thêm mông phải của mình cho chị đánh luôn. Trương Mộ Cổ nịnh nọt cười nói, hai chị em chúng ta, yêu thương nhau lắm mà, chị cũng không nỡ đánh em, đúng không? Chị gái yêu quý. Không đúng, em nói sai rồi. Trương Thanh Thủy nở một nụ cười nhạo, sau đó bước nhanh về phía trước. Tiếng bốp bốp cứ thế từ trên người Trương Mộ Cổ vang lên. Trương Mộ Cổ biết cảnh giới của chị mình, bản thân mình căn bản không phải là đối thủ, cũng không dám đánh trả, chỉ có thể ôm đầu chịu đánh. Đánh xong một hồi thì Trương Thanh Thủy mới dừng tay lại, thản nhiên nói, lần này chỉ dạy cho em một bài học nhỏ. Lần sau sẽ không có nữa đâu. Hi hi, cảm ơn chị gái, đánh không đau nào. Trương Mộ Cổ lau vết máu ở mũi, rồi gượng nở nụ cười, tóc tai rối bời, nhìn một phát là biết ngay anh ấy vừa bị bạo hành một trận mà. Trương Thanh Thủy lườm anh ấy một cái, sau đó tò mò hỏi, Trương Mộ Cổ, 2 năm qua em đã trải qua những chuyện gì vậy, sao tính cách lại thay đổi nhiều quá vậy? Chị nhớ lúc trước em luôn trầm ổn, ăn nói ý tứ, trung thực, chất phát, bây giờ sao lại nói nhảm nhiều như vậy, còn cả lơ phất phơ nữa chứ? Chuyện này, không có cách nào khác mà, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chơi lâu với anh Phú Quý thì khó tránh khỏi bị Phú Quý lây nhiễm. Trương Mộ Cổ trong lòng biết rõ, nhưng ngoài mặt lại cười nói, hi hi, chị, ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi, tính cách em như vậy không tốt sao? Cũng được, tạm tạm. Nhưng chị vẫn thích bộ dáng thật thà, trung thực của em trước kia hơn. Trương Thanh Thủy nghiêm túc bình luận nói, nhưng mà bộ dáng lưu manh này thì chắc sẽ khiến con gái thích hơn, em cũng lớn rồi, cũng nên tranh thủ kiếm cho chị một đứa em dâu đi, nối dõi tông đường cho nhà họ Trương, giải quyết được một tâm nguyện của ông nội. Chị yên tâm đi, em sẽ cố gắng, gần đây em ở trên BBC có quen một tôm cái, chúng em nói chuyện với nhau rất hợp. Đang chuẩn bị hẹn nhau gặp mặt đây. Trương Mộ Cổ cười nói. BBC, tôm cái sao? Trương Thanh Thủy nhíu mày nói, em nói cái thứ gì vậy? Người đàng hoàng em không theo đuổi, bây giờ lại mê đắm tôm sao? Em muốn yêu vượt chủng tộc luôn à? Còn tôm cái sao? Chị sống đến bây giờ cũng là lần đầu tiên nghe nói tôm mà còn có thể phân biệt được đực. Cái nữa, có thể nói chị biết, làm sao em phân biệt được không? Trương Thanh Thủy cố ý chọc ghẹo em trai, nên nói tiếp, hơn nữa, cái thì cứ cho là cái đi, em còn có tôm bể bể nữa, thứ đó không đâm người sao? Chị hiểu gì chứ? Trương Mộ Cổ mặt đen lại nói, BBC là một ứng dụng của điện thoại,
tôm cái là chỉ người dùng của ứng dụng là nữ. Được rồi, chị cũng lười nghe mấy chuyện này, em chỉ cần tìm được một người bạn gái tâm đầu ý hợp là được rồi. Trương Thanh Thủy không nhịn được mà khoát khoát tay, sau đó quan sát Trương Mộ Cổ mấy lượt rồi nói tiếp, Trương Mộ Cổ, cái tên ngố nhà em, sắp đi gặp mặt rồi mà cũng không biết thay đổi ngoại hình chút nào. Em nhìn dáng vẻ em như thế nào kia, bẩn thỉu, râu ria xồm xoàm, chẳng khác gì mấy ông già năm, 60 tuổi, con gái nhà ai lại thích được em như vậy chứ? Trương Thanh Thủy tiếp tục dạy dỗ, con gái nhà người ta là tìm bạn trai cùng tuổi, chứ không phải tìm ông nội. Em không phải là do bế quan tu luyện mấy tháng đó sao, em cũng đang định đi vào thành phố mua áo quần, ai mà ngờ ở trong siêu thị thì lại gặp được chị. Trương Mộ Cổ không muốn tiếp tục chủ đề liên quan đến mình, bèn vội vàng nói chị, đừng chỉ nói em, không phải chị cũng đang độc thân sao, chị mới là người nên đi tìm người yêu trước đó. Người yêu. Nhắc đến chuyện này, trong đầu Trương Thanh Thủy bất giác lại nghĩ tới Tô Thương, khuôn mặt xinh đẹp như ngọc hơi ửng hồng. Trong thiên hạ này, cũng chỉ có người tài năng kiệt xuất như Tô Thương mới có đủ tư cách làm người yêu mình nhỉ. Chị đỏ mặt làm gì chứ, lẽ nào chị đã có người mình thích rồi sao? Trương Mộ Cổ nhìn ra chút manh mối. Chuyện của chị, không cần em quan tâm, trong lòng chị tự có tính toán. Trương Thanh Thủy lấy lại tinh thần, thản nhiên nói. Chúng ta là chị em ruột với nhau, chuyện của chị chính là chuyện của em. Trương Mộ Cổ mỉm cười, sau đó nói, để em đoán xem, chị, người này là sẽ là ai nhỉ? Trước khi chị xảy ra chuyện, cũng không thích ai, cho dù là Phật tử vô cơ, võ đang vương giã, chị cũng không thèm để ý tới. Bây giờ chị hồi phục trí nhớ rồi, người bước vào thế giới của chị chắc cũng chỉ có hai người để lại ấn tượng mạnh với chị. Một người là Trương Vân Hải, một người là Đại Thiếu Gia. Trương Mộ Cổ nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Sau đó như bừng tỉnh đại ngộ, nghiêm túc nói, em biết rồi, chị chắc sẽ không thích. Im miệng, đừng nói nữa, chị không thích Tô Đại Thiếu Gia. Trương Mộ Cổ còn chưa nói xong thì Trương Thanh Thủy đã nhanh chóng cắt ngang, nhìn có vẻ có chút căng thẳng. Em cũng không nói là chị thích Tô Đại Thiếu Gia, em muốn nói người chị thích chắc là Trương Vân Hải nhỉ. Trương Mộ Cổ nói xong câu nói chưa nói xong lúc nãy. Trương Vân Hải. Em khùng hay là chị khùng rồi hả? Trương Mộ Cổ. Trương Thanh Thủy nghiến răng nói, em nói bậy gì vậy hả? Lão già đó thủ đoạn bỉ ổi, sao chị có thể thích ông ta được, đầu em có phải hỏng rồi không? Sao lại không thể chứ, cũng bình thường mà. Trương Mộ Cổ nghiêm túc nói chị bị Trương Vân Hải khống chế 2 năm, rất dễ sinh ra sự lệ thuộc vào ông ta, vừa bị ông ta hành hạ, vừa không muốn rời xa ông ta. Bây giờ cái loại này người ta gọi là bị PUA. Dụ dỗ, lừa dối là ngôn ngữ mạng, viết tắt của Pick Up Artist. Chị, em còn tưởng chị bị lão Trương Vân Hải PUA rồi, cho nên mới yêu ông ta, như vậy không phải là tốt nhất đâu, em không muốn gọi một lão chó mấy trăm tuổi là anh rể. Trương Mộ Cổ nói rông dài một vòng rồi sau đó giả bộ lấy lại tinh thần, kinh ngạc nói chị vừa nói cái gì, chị không thích Tô Đại Thiếu ra sao? Chuyện gì thế này, em còn chưa nhắc đến anh ấy thì chị đã nhắc đến rồi, có phải chị là không đánh đã khai sao? Chị! Trương Thanh Thủy xấu hổ vô cùng, chần chừ một lúc, sau đó thản nhiên nói, đúng, em nói đúng, chị nhìn chúng Tô Thương đó, vậy thì sao chứ? Tô Thương là một thiên tài trẻ tuổi giỏi nhất, có 102 từ xưa đến nay, chị thích anh ấy thì có vấn đề gì sao? Trương Thanh Thủy không chút xấu hổ nào nói ra. Ha ha ha! Trương Mộ Cổ nghe vậy, khẽ cười nói, đây mới là chị của em, yêu hận rõ ràng, không ai nói là có vấn đề gì cả, đừng nói là chị, nếu như em là con gái thì em cũng thích Tô Đại Thiếu Gia rồi. Nhưng mà, chị phải biết rõ, Tô Đại Thiếu Gia rất đa tình, gái đẹp bên cạnh anh ấy nhiều như mây, những mỹ nữ tuyệt sắc thích anh ấy không có 100 thì cũng có mấy cô, áp lực cạnh tranh của chị lớn lắm đó nha. Vợ à, trời đã tối rồi, em làm gì vậy? Sao mà chậm chạp thế? Tô Thương cười nói. Em ngủ đây. Lý Nguyệt Thuận miệng ứng phó, thực ra cô ấy đang tu luyện. Được rồi. Tô Thương đương nhiên biết vợ đang làm gì, trước đó anh ấy đã cảm nhận được luồng sóng chân khí trong phòng rồi, chỉ là anh ấy không muốn vạch trần vợ mình, rồi khẽ cười nói, thời gian không còn sớm nữa,
chúng ta đi ăn lẩu đi, anh không thể chờ được nữa rồi. Vừa nghĩ tới vị tê cay của cửa tiệm kia, anh đã không nhịn được mà chảy nước miếng rồi đây này. Vâng. Lý Nguyệt gật đầu, sau đó nói, nhưng Tô Thương, anh ăn lẩu tê cay là được rồi, hôm nay em muốn ăn lẩu thường. Sao vậy, cái này không hợp với thói quen của em, không phải em thích ăn lẩu tê cay nhất sao? Tô Thương nghi ngờ nói. Em, hôm nay em tới tháng, không ăn cay được, nếu không bụng sẽ khó chịu đó. Lý Nguyệt giải thích, khuôn mặt xinh xắn của cô hơi ửng hồng. Mẹ kiếp! Tô Thương biết được nguyên nhân, bỗng vô cùng khó chịu, nghiến răng nói, vợ ơi, có phải bà dì của em có ý kiến gì với Tô Tương anh không vậy? Khó khăn lắm anh mới trở về, thế mà bà dì cũng tới theo, tức chết anh mất. Phù! Lý Nguyệt không nhịn không được liền cười ra tiếng, đúng đúng đúng, chính là có ý kiến với anh đấy, anh muốn sao? Hừ! Đêm nay anh muốn chiến đấu hăng hái một phen với bà dì của em, xem nó còn dám gây thêm phiền phức cho anh không. Tô Thương hung hãn nói. Em chê nha, Tô Thương, anh nói cái gì đó, có biết xấu hổ hay không thế? Lý Nguyệt ngượng ngùng trợn mắt liếc nhìn Tô Thương một cái. He he, anh đùa thôi mà vợ, không sao, không phải là mấy ngày thôi sao, anh nhịn được. Tô Thương cười cười, đương nhiên không thể làm như vậy. Sau đó nói, đi thôi, đi ăn lẩu thường thôi. Trương Mộ Cổ nói tiếp, còn nữa, theo như tình hình em biết thì tình cảm của Tô Đại Thiếu Gia và Lý Nguyệt là tốt nhất, hai người đó còn có hôn ước với nhau, chị với Lý Nguyệt lại là bạn thân của nhau. Nếu như Lý Nguyệt biết chị thích Tô Đại Thiếu Gia thì có ảnh hưởng đến quan hệ của hai người không? Chuyện này chị biết. Trương Thanh Thủy nghiêm túc nói, người đàn ông ưu tú thì đương nhiên người theo đuổi cũng vô số rồi. Chị cũng không có tư cách độc chiếm anh ấy. Về phần Lý Nguyệt, hai, quả thực là khó lòng thật, để chị thăm dò tìm hiểu một chút. Trương Thanh Thủy nghiêm mặt nói, nếu như Lý Nguyệt để ý thì chị sẽ không nghĩ đến chuyện này nữa, Trương Thanh Thủy chị cho dù có phải làm bé thì tuyệt đối cũng không làm ra mấy chuyện lén lút. Nói hay lắm, chị, chúc chị thành công, nếu như Tô Đại Thiếu Gia là anh rể của em thì em cũng quá lợi hại rồi. Sau này không phải có thể tung hoành ở trái đất rồi sao? Trương Mộ Cổ mỉm cười, sau đó nói, đúng rồi, chị, buổi tối Tô Đại Thiếu Gia và chị dâu Lý Nguyệt đi ăn lẩu, chi bằng chị cùng đi đi, sẵn tiện tìm cơ hội nói chuyện với chị dâu Lý Nguyệt, nói không chừng chính thất người ta không để bụng chuyện này, cứ như vậy thì tối nay chị và Tô Đại Thiếu Gia có thể. Hi hi hi, im miệng, lại bắt đầu nói bậy bạ rồi. Trương Thanh Thủy hờ hững liếc em trai mình một cái. Sau đó liền đi thẳng ra khỏi phòng. Xì, giả bộ gì chứ, còn không phải đi qua tham gia góp vui rồi sao? Trương Mộ Cổ bĩu môi, sau đó cũng chạy theo sau chị gái mình. Lúc này, Tô Thương đang ở bên ngoài phòng chờ Lý Nguyệt, đợi một lúc thì Lý Nguyệt mới từ trong phòng bước ra. Lý Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó hai người liền rời khỏi trang viên cùng nhau. Nhưng lúc này, Trương Thanh Thủy và Trương Mộ Cổ đi tới. Tô Thiếu Gia. Tô Đại Thiếu Gia. Hai người thi nhau chào hỏi Tô Thương một cách vô cùng cung kính. Tô Thương khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Trương Mộ Cổ, nghi ngờ hỏi, à, anh Trương Mộ Cổ, trên mặt anh đã xảy ra chuyện gì thế, bị ai đánh vậy? Trương Mộ Cổ nở một nụ cười lúng túng, nhấc ngón tay chỉ sang Trương Thanh Thủy bên cạnh. Nó nói chuyện khó nghe, nói những lời không nên nói đấy. Trương Thanh Thủy thành thật nói. Ha ha, hiểu rồi, hiểu rồi. Tô Thương nở một nụ cười như đã hiểu. Dựa vào lực của linh hồn anh ấy, đương nhiên có thể cảm nhận được tất cả chuyện xảy ra trong căn phòng kia. Chỉ là Tô Thương cũng không phóng thần thức của mình để nghe lén, dù sao thì hai chị em bọn họ thì thầm to nhỏ, mình làm như vậy có vẻ không có đạo đức lắm. Tuy không nghe thấy, nhưng đại khái Tô Thương cũng đoán được rồi. Trước khi anh ấy đi ra, Trương Mộ Cổ đã nghi ngờ anh ấy làm chuyện gì đó không thể gặp người khác với Trương Thanh Thủy. Chắc là sau khi anh ấy đi, Trương Mộ Cổ lại nhắc đến, kết quả là bị chị gái Trương Thanh Thủy đánh cho một trận, đúng là đáng đời. Lý Nguyệt. Lúc này, Trương Thanh Thủy đi tới bên cạnh Lý Nguyệt, khoác lấy tay cô ấy, khẽ cười nói. Nghe nói hai người muốn đi ăn lẩu, đưa mình đi cùng có được không?
đương nhiên là được rồi. Lý Nguyệt cười cười, sau đó ân cần hỏi han, ca ca, bây giờ cậu thấy thế nào, trí nhớ có khôi phục được chưa? Đã khôi phục rồi, hơn nữa bây giờ cảnh giới của tớ, cũng trở nên rất mạnh rồi. Trương Thanh Thủy nhìn liếc sang Tô Thương, cười nói, tất cả những điều này đều là nhờ có Tô Đại Thiếu Gia, nếu như không có anh ấy, tớ sẽ không hồi phục được nhanh như vậy đâu. Cậu và tớ là bạn tốt, em trai cậu cũng là anh em tốt của anh ấy, đây là điều anh ấy nên làm mà. Lý Nguyệt cười một cái, sau đó tò mò hỏi, ca ca, cậu nói cậu trở nên rất mạnh, thế cậu ở cảnh giới nào vậy? Võ Tôn Đỉnh Phong, Trương Thanh Thủy không giấu giếm gì, mà nói thẳng. Cái gì? Võ Tôn Đỉnh Phong. Lý Nguyệt giật nảy người, không ngờ rằng mình và Trương Thanh Thủy lại cùng một cảnh giới. Tất cả là nhờ có sự giúp đỡ của Tô Thiếu Gia, đã khiến năng lượng trong cơ thể của tớ tiêu hóa hết, như vậy mới có cơ hội đặt chân đến cảnh giới Võ Tôn Đỉnh Phong. Trương Thanh Thủy cười nói. Lý Nguyệt nghi ngờ nói, bản thân Tô Thương cũng chỉ mạnh hơn Thiên Tông một chút, sao anh ấy lại giúp cậu thăng cấp lên Võ Tôn Đỉnh Phong chứ? Tô Thiếu Gia mạnh hơn Thiên Tông một chút hả? Trương Thanh Thủy bỗng ngây ngẩn cả người, nghĩ mãi mà không rõ tại sao Lý Nguyệt lại có kiến thức này. Dưới núi Cửu Phong, đến Nguyên Anh Đỉnh Phong Tô Thiếu Gia cũng có thể giết được, thậm chí có thể so sánh với Võ Thánh Đỉnh Phong, đâu phải mạnh hơn Thiên Tông một chút đâu ta. Lý Nguyệt, có phải cậu có nhầm lẫn gì đó với Tô Thiếu Gia không? Trương Thanh Thủy đang chuẩn bị giải thích. Nhưng lúc này, Trương Mộ Cổ lại giật giật áo của cô ấy. Tô Thương cũng vội truyền âm nói, chị Thanh Thủy, bây giờ Lý Nguyệt chưa biết thực lực của em. Nửa năm trước thông qua một chút lợi ích của cải biến giới luyện võ, em đã để cho cô ấy một bước lên mây đặt chân đến cảnh giới võ tôn, cô ấy không biết tất cả những điều này là do em làm. Lần này em trở lại Giang Bắc, cô ấy liền che giấu thực lực, chắc là muốn tìm cơ hội để gây bất ngờ cho em. Tô Thương tiếp tục truyền âm nói, dù sao thì trong lúc rảnh rỗi, em có thể chơi với cô ấy một lát, mong chị Thanh Thủy sẽ thay em bảo vệ bí mật này, đừng nói cho cô ấy vội. Sau khi nhận được truyền âm, Trương Thanh Thủy lặng lẽ gật đầu, coi như đã đồng ý. Đồng thời, từ điểm này, Trương Thanh Thủy đã nhìn ra được, Tô Thương yêu chiều Lý Nguyệt đến mức nào. Chỉ có thực sự yêu một người, thực sự quan tâm một người con gái, thì mới có thể dung túng đối phương, cùng đối phương diễn kịch phải không nào? Ca ca, ban nãy cậu muốn nói gì thế? Lúc này, Lý Nguyệt tò mò hỏi. Tớ muốn nói là, lúc trước tớ có chút nhầm lẫn và thành kiến với Tô Thiếu Gia. Trương Thanh Thủy phản ứng rất nhanh, khẽ cười nói, bây giờ tớ mới biết, Tô Thiếu Gia là một người tốt. Chị Thanh Thủy quá khen rồi. Tô Thương tiếp lời nói, thực ra, chị có thể mạnh lên như thế, hoàn toàn là do tố chất trời sinh của chị, thêm nữa lại có tài nguyên của Trương Vân Hải đã lãng phí trong 2 năm qua, nên không liên quan gì đến em lắm. Vậy thì cũng phải cảm ơn cậu, Tô Thiếu Gia, thực lực của cậu hơi thấp, sau này gặp phiền phức, nhớ gọi điện thoại cầu cứu tôi chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Trương Thanh Thủy cười một cái rồi nói. Ha ha, Tô Thương thoải mái cười nói, vậy thì, em không khách sáo đâu nhé, nếu gặp những người mà em không đánh lại được, em sẽ liên lạc với chị đầu tiên đó nha. Qua lần nói chuyện với nhau này, Lý Nguyệt cũng coi như đã hiểu, thì ra chỉ là trùng hợp. Tô Thương, thực ra em cũng rất lợi hại, em đã là người luyện võ rồi, anh yên tâm đi, em sẽ bảo vệ anh. Lúc này, Lý Nguyệt giả vờ bản thân mình rất lợi hại. Được được được, vợ à, em cũng là võ tôn đỉnh phong rồi, em là đẹp nhất vô địch nhất. Tô Thương giả vờ giả vịt, sau đó thúc giục nói, chúng ta mau đi ăn lẩu đi trễ người ta đóng cửa đó. Lý Nguyệt khẽ gật đầu. Thực ra trong lòng thì vô cùng đắc ý. Không tin em rất lợi hại đúng không? Hi hi, Tô Thương, đợi em tìm được cơ hội sẽ để anh mở mang một chút kiến thức về sự lợi hại của võ tôn. Sau khi trò chuyện xong, đám người Tô Thương liền rời khỏi trang viên nhà họ Tô. Bây giờ trong trang viên nhà họ Tô chỉ có một số người làm nhà họ Tô ở, phụ trách xử lý trang viên, phát tiền lương. Nhưng mà Tô Thương phát hiện trong trang viên có dấu vết hoạt động của một số người trẻ tuổi,
ví dụ như trong thùng rác ở phòng khách có khoai tây chiên, coca vân vân, còn có một chút đèn lấp lánh và bánh ngọt còn thừa. Nếu không ngoài dự đoán thì chắc có người tổ chức sinh nhật trong trang viên. Tô Thương không quan tâm, cũng không mắng người làm, bọn họ phục vụ nhà họ Tô nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, không đến mức bởi vì chút chuyện nhỏ này mà nổi giận lôi đình. Chỉ cần bọn họ không đánh nhau hay tổ chức các cuộc đấu ngoạn mục thì muốn làm gì cũng được, sau khi làm xong quét dọn sạch sẽ là được. Sau khi rời khỏi trang viên nhà họ Tô, Tô Thương lái một chiếc Porsche Cayenne phi nhanh trên đường. Màn đêm buông xuống, khoảng 8 giờ tối, đám người đã tới ngoài quán lẩu. Ngay lúc ba người Tô Thương, Lý Nguyệt, Trương Thanh Thủy chuẩn bị tiến vào, Trương Mộ Cổ lại nói, Tô đại thiếu gia, mọi người cứ đi ăn lẩu đi, tôi không đi. Sao vậy? Tô Thương hỏi. Tôi. Trương Mộ Cổ gãi đầu, có chút lúng túng nói, tôi có hẹn với người khác đến nhà hàng sang trọng ăn cơm rồi. Ồ. Tô Thương tò mò hỏi, hẹn ai? Tôi có biết không, anh còn có người quen ở Giang Bắc. Trương Mộ Cổ, không phải là em đi tìm tôm cái của em đấy chứ? Trương Thanh Thủy đã nhìn thấu. Vâng, không nói chuyện với mọi người nữa, tôi không có nhiều thời gian, đi trước đây. Trương Mộ Cổ để lại một câu rồi xoay người chạy. Tên nhóc thối, đừng quên chỉnh chu lại bản thân, thay một bộ quần áo sạch sẽ, cắt tóc đi, cũng cạo râu luôn. Trương Thanh Thủy vội vàng nhắc nhở. Em biết rồi. Trương Mộ Cổ thuận miệng đáp, rất nhanh đã biến mất ở trong bóng đêm, động tác cực nhanh. Tôm cái. Tô Thương thì nghi ngờ hỏi, tôm cái là gì, anh Mộ Cổ muốn đi ăn tôm. Tô Thương, ngay cả điều này mà anh cũng không biết, anh quê mùa quá đi, tôm chính là cái người sử dụng app trên mạng mà là nữ. Không chờ Trương Thanh Thủy trả lời, Lý Nguyệt bên cạnh đã giải thích. Thì ra là như vậy. Tô Thương gật đầu một cái, sau đó cười khổ, thanh niên bây giờ đúng là biết cách đặt tên, còn gọi là tôm cái chứ, làm anh cứ tưởng anh Mộ Cổ đang yêu đương với một con tôm. Ha ha, Tô Thương, anh không biết đâu, thật ra thì em cũng là tôm cái, Kỳ Kỳ cũng vậy. Lý Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nói, đúng rồi, nói đến Kỳ Kỳ, Tô Thương, hay là em gọi Kỳ Kỳ đến, hai ngày trước em ấy đã nói muốn ăn lẩu. Được. Tô Thương nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi được Tô Thương đồng ý, Lý Nguyệt liền gọi điện thoại cho Lý Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ, ăn lẩu, chỗ cũ, có tới không? Lý Nguyệt cười nói. Lẩu á, được nha, được nha. Mà khoan, không được, chị, hôm qua sao chị không mời em ăn lẩu chứ, hôm nay em lại không có thời gian. Trong điện thoại, Lý Kỳ Kỳ buồn bực nói, bây giờ em đang ở cùng với Đồng Đồng. Cô ấy hẹn gặp một anh bạn trai trên mạng, người ta nói sẽ dẫn cô ấy đi ăn nhà hàng sang trọng, em cũng đi ăn trực. Qua, không ngờ Đồng Đồng lại tìm được bạn trai sớm hơn em, nhưng mà yêu qua mạng có đáng tin không? Lý Nguyệt lo lắng hỏi. Không biết. Lý Kỳ Kỳ nói, Đồng Đồng cũng lo lắng đối phương không đáng tin, cho nên mới dẫn em theo. Nếu như tên nhóc kia không phải người tử tế, bà đây sẽ đá gãy bảo vật gia truyền của anh ta, để anh ta không làm đàn ông được nữa. Lý Kỳ Kỳ hung dữ nói. Kỳ Kỳ, em không thể dịu dàng hơn một chút sao, em xem em hung dữ như vậy, khó trách Đồng Đồng có bạn trai trước em, nếu chị là đàn ông, chị cũng không thích em. Lý Nguyệt nói bằng giọng dạy dỗ, con gái thì phải dịu dàng, đừng suốt ngày bạo lực như vậy, em mà như thế, rất nhiều người đàn ông ưu tú đều sẽ xa lánh em. Chị, đừng nói nữa, em biết rồi. Trong điện thoại, Lý Kỳ Kỳ bĩu môi nói. Ừ, được rồi, mấy đứa đi chơi đi, gặp phải phiền toái không giải quyết được thì lập tức gọi điện cho chị. Lý Nguyệt nhắc nhở một câu, sau đó lại tò mò hỏi, người yêu qua mạng của Đồng Đồng có nói muốn mời các em ăn cái gì không? Chưa nói, nhưng người ta nói là sẽ ăn toàn những thứ ngon nhất cao cấp nhất của Giang Bắc. Lý Kỳ Kỳ bên kia điện thoại đầy chờ mong, nói, nếu như thế, kiểu gì cũng phải ăn thịt bò bít tết của nước ép, tôm hùm châu A, trứng cá muối biển sâu, sau đó kết hợp với rượu nho cao cấp, ha ha ha, nghĩ thôi đã thấy vui vẻ. Chị, nếu không chị cũng đừng đi ăn lẩu nữa, lẩu có cái gì ngon chứ, tới đây ăn tiệc lớn với em, ở cùng với chị em mới có cảm giác an toàn.
Lý Kỳ Kỳ nói tiếp, mấy lần trước đi chơi với chị luôn gặp phải đám cặn bã đuôi mù, đông người em không đánh lại được, nhưng vào lúc quan trọng, tiên nữ Giang Bắc sẽ luôn xuất hiện trừng trị kẻ ác. Nếu không phải tiểu tiên nữ Giang Bắc có võ công cao cường, vừa đẹp vừa giỏi, nói không chừng em còn nghĩ đó là chị đấy. Đừng nói lung tung. Lý Nguyệt không ngờ một câu nói vô tình của em gái đã nói đúng sự thật, đột nhiên không biết làm sao, vội vàng nói, Tô Thương trở về rồi, ca ca cũng ở đây, bọn chị đang ở trước cửa quán lẩu, không nói chuyện với em nữa. Cái gì, anh rể đã về ư, tốt quá, nửa năm không gặp, em cũng rất nhớ anh ấy. Lý Kỳ Kỳ lập tức sáng mắt lên, nói tiếp, đợi em ăn tiệc lớn xong sẽ đi tìm anh chị. Đúng rồi, Bạch Tuộc Thối ở cùng với anh chị đúng không, chị phải cẩn thận một chút. Lý Nguyệt không vui nói, chị cẩn thận cái gì? Cẩn thận Bạch Tuộc Thối đó. Lý Kỳ Kỳ nghiêm túc nhắc nhở, mặc dù em và cô ta không hợp nhau, nhưng không thể phủ nhận rằng Bạch Tuộc Thối rất xinh đẹp, nhỡ may quyến rũ anh rể, chẳng phải chị sẽ có thêm một cô em gái sao? Lý Kỳ Kỳ, em nói bậy bạ cái gì vậy, ăn tiệc lớn của em. Điện thoại của Lý Nguyệt đang bật loa, cho nên cảm thấy rất lúng túng, vội vàng cúp điện thoại, sau đó cười nói, ca ca, Kỳ Kỳ là người nói không suy nghĩ, cậu đừng để ý. Không biết. Trương Thanh Thủy mỉm cười, sau đó nói, Lý Nguyệt, bây giờ tớ đã khôi phục trí nhớ, không cần dùng tên Trương Ngu Ca nữa, gọi tớ là Thanh Thủy là được. Thanh Thủy, được, Lý Nguyệt cười đồng ý. Sau đó. Đám người Tô Thương đi vào quán lấy, thời gian này quá lẩu rất đông, không còn phòng trống. Tô Thương cũng lười sử dụng thân phận Tô Đại Thiếu Gia của mình, vì vậy ba người liền ngồi ở đại sảnh, gọi một nồi lẩu uyên ương và một ít đồ nhúng. Lý Nguyệt đến tháng, không thể ăn cay, nếu không sẽ không chọn lẩu uyên ương, bởi vì sẽ cảm thấy không tôn trọng món lẩu. Sau khi ngồi xuống, Lý Nguyệt liền nói chuyện với Trương Thanh Thủy. Hai người vừa nói vừa cười nói rất nhiều chuyện. Còn Tô Thương thì ngồi ở một bên xem hoàn toàn không chen vào được. Hả? Ngay lúc Tô Thương đang vô cùng nhàm chán ánh mắt đột nhiên bị người mới đi vào thu hút, lập tức cảnh giác. Thật là mạnh. Người đàn ông mới đi vào quá mạnh mẽ. Người này mặc âu phục dày da, nhìn qua khoảng 30 tuổi, đầu đinh, âu phục thẳng thớm. Dáng người anh ta cao lớn. Thứ nổi bật nhất trên mặt chính là rãnh mũi, vẻ mặt hung ác, trong mắt tràn đầy sát khí, hoàn toàn khác biệt với bộ âu phục đang mặc, khiến người ta cảm thấy giống đầu gấu mặc âu phục. Dĩ nhiên những điều này đều không quan trọng, nếu như chỉ có như vậy thì vẫn chưa đủ để Tô Thương chú ý. Bây giờ, Tô Thương đã đặt chân đến cảnh giới Nguyên Anh, bí thuật và chí bảo có thể giúp anh giết chết được Nguyên Anh đỉnh phong. Nhưng người đàn ông này vừa đi vào quán lẩu đã khiến Tô Thương có cảm giác áp lực vô cùng mãnh liệt. Linh khí. Người tu chân. Hơn nữa còn là một thiên tài, cảnh giới chắc chắn đã vượt qua Nguyên Anh, hoặc là hóa thần hoặc là độ kiếp. Người này hoàn toàn có thực lực nghiền ép Tô Thương, sâu không lường được. Đối mặt với anh ta, Tô Thương căn bản không thể sinh ra suy nghĩ phản kháng, có thể nói là không có chút sức đánh trả nào. Theo tin tức mà mình lấy được, năm đó Viêm Long Tiên Đế đến trái đất đã đưa người tu chân mạnh mẽ ở trái đất đi, từ chuẩn tiên đế trở xuống, trúc cơ trở lên, không có một ai may mắn tránh khỏi. Tô Thương âm thầm suy đoán, chỉ có mấy tên chuẩn tiên đế sử dụng phương pháp ẩn núp đặc biệt, nhưng Viêm Long Tiên Đế biết trái đất vẫn có chuẩn tiên đế tồn tại, vì vậy vẫn luôn tìm kiếm, kết quả không thu hoạch được gì. Sau đó Tô Ma đặt chân đến cảnh giới chuẩn tiên đế. Trở về đến trái đất, uy hiếp Viêm Long Tiên Đế, Viêm Long Tiên Đế không thể làm gì khác hơn là rời khỏi trái đất. Tô Thương tiếp tục suy đoán, từ khi Viêm Long Tiên Đế lấy được cánh cửa thời không, đưa cường giả trên trái đất đi, trái đất liền xuất hiện điềm rủi, người tu chân cảnh giới trúc cơ không được bước vào kết đan, nếu không sẽ gặp phải điềm rủi. Vì vậy người tu chân ở trái đất đã giảm sút, 2000 năm qua không còn người tu chân cảnh giới kết đan, Nguyên Anh, Hóa Thần. Độ kiếp xuất hiện. Tô Thương nhìn về phía người đàn ông mặc âu phục dày da, nói thầm, cho dù có thì cũng bởi vì nhận được chí bảo của chuẩn tiên đế cân bằng, có thể không phải sợ điềm rủi. Nhưng nếu giống quạt thanh phong của Quách Ý,
cùng lắm chỉ có thể chống lại sức mạnh điềm rủi ở cảnh giới Nguyên Anh, nói cách khác Quách Ý cầm quạt thanh phong trong tay chỉ có thể đặt chân đến Nguyên Anh đỉnh phong, nếu cưỡng ép đột phá đến hóa thần, chắc chắn sẽ bị điềm rủi phản phệ, đau đớn đến mức không muốn sống. Tô Thương tiếp tục suy nghĩ, nhưng rõ ràng thực lực của người này đã vượt qua Nguyên Anh, mình lại không nhìn thấu, chắc chắn trên người anh ta phải có chí bảo của chuẩn tiên đế chân chính. Hơn nữa khí tức và uy áp kinh khủng như vực sâu như biển này. Không phải người này là chuẩn tiên đế chứ? Linh khí sắp hồi phục, có chuẩn tiên đế đã không ngồi yên được nữa, muốn ra tay rồi. Nghĩ tới đây, Tô Thương hơi nhếch khóe miệng lên, trong lòng ổn định không ít. Chuẩn tiên đế đến từ trái đất, tất nhiên sẽ bảo vệ trái đất, nếu có chuẩn tiên đế ra mặt, xác suất linh khí hồi phục thành công sẽ gia tăng rất nhiều. Lúc Tô Thương đang quan sát người đàn ông mặc âu phục, ánh mắt của đối phương bỗng nhiên nhìn về phía Tô Thương, ngay sau đó sắc mặt biến đổi, trong mắt đầy vẻ cung kính. Nhưng rất nhanh, vẻ cung kính này lại biến mất, thay vào đó là bất mãn, anh ta khẽ nhíu mày. Người trẻ tuổi, cậu là ai? Lúc này, giọng nói của người đàn ông mặc âu phục vang lên ở trong đầu Tô Thương. Truyền âm linh hồn. Tô Thương lấy lại tinh thần, cũng dùng truyền âm linh hồn, nghiêm túc nói, tại hạ là Tô Thương. Tô Thương. Người đàn ông mặc âu phục tiếp tục truyền âm, cảnh giới Nguyên Anh, lại tên là Tô Thương, chẳng lẽ cậu chính là Tô Thương nổi tiếng khắp thiên hạ gần đây? Đúng thế. Tô Thương nói, nhưng chuyện tôi làm còn chưa đủ để chấn động thiên hạ, cảnh giới của tiền bối mới thật sự có thể khiến thiên hạ khiếp sợ. Cậu biết cảnh giới của tôi? Người đàn ông mặc âu phục khẽ nhíu mày. Chuẩn tiên đế, Tô Thương nói ra phán đoán của mình. Cậu nhìn ra được kiểu gì, với thực lực bây giờ của cậu sợ rằng còn chưa đủ để làm được. Đoán. Tô Thương nhếch miệng lên nói, người tu chân trên trái đất xuất hiện đứt đoạn, sợ rằng cũng chỉ có chuẩn tiên đế mới có thực lực vượt xa Nguyên Anh thôi. Chàng trai, cậu rất thông minh, cũng biết không ít. Người đàn ông mặc âu phục hơi híp mắt, lạnh lùng truyền âm, nhưng tôi nói cậu thông minh cũng không hoàn toàn đúng. Sở dĩ tôi hóa trang thế này là để che giấu thân phận, cậu nói thẳng ra không kiêng kỵ như vậy, đoán được cảnh giới của tôi, không sợ tôi giết người diệt khẩu sao? Anh sẽ không làm vậy đâu. Tô Thương lắc đầu nói, bây giờ linh khí sắp bắt đầu hồi phục, tôi là người quan trọng nhất, chỉ có tôi mới có thể mở hồi phục linh khí. Nực cười. Người đàn ông mặc âu phục lạnh lùng nói, cậu là cái thá gì, thật sự cho rằng giải quyết mấy tên tép diêu ở núi Cửu Phong là đã thành người quan trọng lắm rồi ư. Tôi nói cho cậu biết, tôi chỉ cần búng tay một cái là có thể tiêu diệt được 10 tên vô dụng đến trái đất kia rồi. Đừng giả vờ nữa, anh sẽ không dám đâu. Tô Thương không chút kiêng kỵ nói. Vì sao tôi không dám giết? Viêm Long tiên đế biết trái đất có chuẩn tiên đế mà vẫn phái 10 tên thuộc hạ đến trái đất, đương nhiên sẽ còn có chiêu khác. Tô Thương khẽ cười nói, theo tình hình mà tôi hiểu, trong cơ thể của 10 người kia đã bị Viêm Long tiên đế tác động, nếu chuẩn tiên đế ra tay sẽ bị bại lộ tung tích. Chờ đến khi Viêm Long tiên đế đích thân tới trái đất, ra tay khiến chuẩn tiên đế không còn chỗ ẩn trốn, chắc chắn sẽ bị ông chém chết. Tôi tin anh cũng đã nhìn ra. Cho nên mới mặc cho 10 người kia làm sằng làm bậy ở trái đất. Tô Thương cười nói. Cậu cũng biết không ít nhỉ. Người đàn ông mặc âu phục lạnh lùng nói, đúng như lời cậu nói, tôi không thể ra tay. Người tu chân trái đất bị gián đoạn, dựa theo suy đoán của Viêm Long tiên đế, chuẩn tiên đế không xuất hiện thì sẽ không có ai làm gì được 10 tên thuộc hạ của ông ta. Đáng tiếc, ông ta không nghĩ tới việc cậu sẽ đặt chân đến Nguyên Anh. Lại có sức chiến đấu mạnh mẽ, hơn nữa đám thuộc hạ kia của ông ta lại không hòa thuận, để cậu chiếm được lợi thế. Người đàn ông mặc âu phục lạnh nhạt nói như vậy, Tô Thương, đúng là cậu có công lao không thể bỏ qua. Tiền bối quá khen. Tô Thương cười nói, tuy anh sẽ không cố gắng lấy lòng, nhưng vẫn nên khách khí một chút. Cậu cảm thấy tôi đang khen cậu, ha ha, cậu còn chưa xứng. Người đàn ông mặc âu phục lạnh lùng nói, hãy khai ra đúng sự thật, ai nói cho cậu cậu là mấu chốt của linh khí hồi phục. Tô Ma. Tô Thương không hoảng hốt không vội vàng truyền âm, có lẽ có thể gọi ông ta là huyết ma.
hóa ra là lão già đó, ông ta nói như vậy sao? Người đàn ông mặc Âu phục nghe được tên của Tô Ma thì lập tức trầm tư, sau đó lạnh lùng truyền âm, Tô Thương, cậu đi ra ngoài với tôi rất muốn nhìn xem rốt cuộc cậu có gì đặc biệt mà lại là mấu chốt để mở linh khí hồi phục. Nghe thấy vậy, Tô Thương nhíu mày lại, lập tức đề cao cảnh giác, xem ra người đàn ông mặc Âu phục này không có ý tốt. Làm sao, không muốn đi ra ngoài. Chấm, người đàn ông mặc Âu phục lạnh lùng truyền âm nói, hai cô gái bên cạnh là người phụ nữ của cậu đi. Tôi vốn định nể mặt cậu, cho nên mới gọi cậu ra ngoài, nếu cậu không làm theo, ha ha, vậy đừng trách tôi, cũng có thể giải quyết ở trong quán ăn này được. Vừa dứt lời, trong mắt người đàn ông mặc Âu phục tràn đầy sát ý, cứ như một giây sau sẽ ra tay. Tiền bối, từ từ đã. Tô Thương lộ ra một nụ cười khổ, đành phải thỏa hiệp nói, ra ngoài thì ra ngoài, đừng để kinh động những người khác là được. Tôi chờ cậu ở ngoài. Sau khi bí mật truyền âm, người đàn ông mặc Âu phục liền nhanh chân đi ra khỏi quán lẩu. Đưa mắt nhìn người đàn ông mặc Âu phục đi xa, sắc mặt Tô Thương trở nên khó coi, đang tính toán ứng phó ra sao. Người đàn ông mặc Âu phục này, đã thừa nhận cảnh giới của mình, chính là chuẩn tiên đế cường đại. Dù là Tô Thương vận dụng toàn bộ thủ đoạn, cũng không có cách nào chống lại anh ta, thất bại chắc sẽ rất thảm hại, thậm chí hoàn toàn không thể so sánh được. Anh ta biết Tô Ma, lại là chuẩn tiên đế ở trái đất, chắc là sẽ không ra tay quá nặng với mình đâu, có lẽ chỉ là muốn thăm dò mình một chút mà thôi. Được rồi, cùng lắm là bị anh ta đánh cho một trận, mình ở đây còn không ít dược tài, nếu bị thương thì cũng không phải vấn đề gì lớn. Nghĩ đến đây, Tô Thương trong lòng thoải mái hơn một chút. Tô Thương, anh đang nhìn gì vậy? Lúc này, Lý Nguyệt đã nhận ra Tô Thương khác thường. Không nhìn gì hết, Tô Thương thuận miệng nói ra. Ừ. Lý Nguyệt cũng nhìn thoáng qua bóng lưng người đàn ông mặc Âu phục rời đi, hiếu kỳ nói, người kia thật kỳ quái, đến thì đến, sao mà chưa ăn lẩu đã đi rồi? Có lẽ là cảm thấy quá nhiều người đó. Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nói, Lý Nguyệt, anh vừa nhìn thấy một người quen, anh ra ngoài một lát, mọi người cứ ăn trước đi nhé. Người quen nào vậy? Đừng nói là con gái đó nha, được lắm Tô Thương, có phải anh muốn lén lún hẹn hò sau lưng em phải không? Lý Nguyệt nghi ngờ nói. Hẹn hò. Chị hai à, anh phải đi chịu đòn đây, hiểu chưa hả? Tô Thương trong lòng một bụng oan uổng, bên ngoài lại trấn an nói, vợ à, em đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là một bạn học cũ mà thôi, đã lâu không gặp rồi. Là thế à, vậy thì anh đi đi, đi sớm về sớm nha. Lý Nguyệt cười nói. Ừm. Sau khi được vợ cho phép, Tô Thương lại cùng Trương Thanh Thủy gật đầu ra hiệu, sau đó liền đứng dậy rời đi khỏi tiệm lẩu. Giờ này phút này. Bên ngoài tiệm lẩu, trên đường phố xa hoa lộng lẫy, hết sức phồn hoa. Đi theo tôi. Người đàn ông mặc Âu phục đứng ở bên ngoài, sau khi nhìn thấy Tô Thương, liền nhún người nhảy lên, Tô Thương thì theo sát phía sau. Tất nhiên. Người đàn ông mặc Âu phục không hề sử dụng toàn lực, nếu không thì ngay lập tức đã có thể vượt xa Tô Thương rồi. Cứ như vậy, sau 2 phút đồng hồ, người đàn ông mặc Âu phục và Tô Thương, một người trước một người sau, đi vùng ngoại ô núi Lạc Hà ở Giang Bắc. Nơi này ít ai lui tới, ban ngày gần như không có người nào, buổi tối càng không cần nhắc tới rồi. Tô Thương. Lúc này, người đàn ông mặc Âu phục dừng bước lại. Quay người nhìn về phía Tô Thương, mở miệng nói ra, lần đầu tiên nhìn thấy cậu, quả thực làm tôi giật cả mình, tôi còn tưởng rằng cậu là cậu chủ Tổ Long bệ hạ của tôi. Vẻ ngoài của các cậu, thật sự là quá giống nhau, nhưng thực lực đúng là cách biệt một trời một vực, chắc chắn không phải là cậu chủ của tôi. Người đàn ông mặc Âu phục nói tiếp, tôi nhập thế đã một khoảng thời gian, hành động của cậu tại núi Cửu Phong, tôi có nghe thấy. Cậu rất được đó nha. Nhiệt huyết bất diệt, biết giữ gìn trái đất, là một người trẻ tuổi vô cùng tốt, nếu như hàng tỷ thanh niên ở trái đất này, ai cũng đều giống như cậu, thì người ngoại vực sao dám đặt chân vào trái đất này nửa bước chứ? Người đàn ông mặc Âu phục giọng điệu bình thản, chậm rãi nói, vì thế cậu không cần phải lo lắng, hôm nay cho dù là nguyên nhân gì, tôi cũng sẽ không giết cậu.
Chỉ có điều, nếu cậu không thể làm cho tôi hài lòng, thì chuyện đau đớn thể xác là điều không thể tránh khỏi. Người đàn ông mặc u phục cười nói, tôi cũng sẽ không bắt nạt cậu, mà sẽ áp chế cảnh giới, lấy cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong quyết đấu với cậu. Tôi biết cậu chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, cái này đối với cậu mà nói cũng không công bằng, nếu như cậu có ý kiến gì, có thể nói ra, tôi. Tôi có ý kiến. Nghe được lời người đàn ông mặc u phục nói, Tô Thương xác nhận những lời người này vừa nói giống như chính mình phỏng đoán, người này chỉ là thăm dò, cũng không muốn giết mình, thế là liền thả lỏng rất nhiều, mở miệng nói ra tiền bối, tôi chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, ông dùng cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong đến đánh tôi, quả thực là bắt nạt người mà, ông có thể hay không? Không thể. Người đàn ông mặc u phục trực tiếp ngắt lời nói, đêm nay, tôi chính là muốn bắt nạt cậu đó, lấy đỉnh phong đánh sơ kỳ. Vậy ông để cho tôi đưa ra ý kiến làm cái gì chứ? Tô Thương tức giận nói. Là tôi để cho cậu ý kiến, nhưng tôi có nói sẽ đồng ý sao? Người đàn ông mặc u phục phát ra giọng nói từ linh hồn chất vấn. Chấm hỏi. Con mẹ nó. Tóm lại là do mình ngây thơ hả? Tô Thương tức xạ mặt lại, sau đó nói, được, tiền bối, đỉnh phong thì đỉnh phong, ông muốn đánh tôi thì cứ việc nói thẳng. Quanh co lòng vòng làm gì? Vậy thì tôi bắt đầu. Người đàn ông mặc u phục lộ ra một nụ cười, sau đó hai tay bấm quyết, bắt đầu áp chế cảnh giới của mình. Ngay lập tức, khí tức trên người anh ta, áp chế lại, sau đó chỉ còn ở cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong thôi. Chỉ có điều. Cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong của người đàn ông mặc u phục này so với hóa thần sơ kỳ còn cường đại hơn, dù sao anh ta là chuẩn tiên đế mà. Nếu là Nguyên Anh đỉnh phong bình thường, Tô Thương cũng không thèm để ý, dễ dàng có thể đối phó được. Nhưng đối mặt người đàn ông mặc u phục, anh lại không dám xem thường, cảnh giác nói, tiền bối, chúng ta quyết đấu, có thể sử dụng trí bảo được không? Tất nhiên có thể. Người đàn ông mặc u phục tự tin nói, cậu có thể tùy tiện dùng, tôi cũng không cần, nếu không thì bắt nạt cậu quá rồi, hơn nữa nếu tôi sử dụng trí bảo của chuẩn tia đế, cậu cũng không thể so sánh được. Lập tức có thể bắt cậu quỳ xuống đất. Được, tôi dùng, anh không cần dùng, đây chính là anh nói nha, không được đổi ý. Tô Thương nói ra. Tất nhiên, lời nói của đại trượng phu, tứ mã nan truy. Người đàn ông mặc u phục nghiêm túc nói. Ha ha, nếu là như vậy, thì có thể đánh được rồi. Tô Thương nhếch miệng lên, sau đó liền đem khí tức của mình toàn bộ thể hiện ra ngoài. Nguyên Anh sơ kỳ. Linh khí bao phủ toàn hiện trường, ngay lập tức, hào quang hoàn toàn được mở ra. Cậu ẩn tàng thủ đoạn, cũng không tệ, tôi vừa đi vào tiệm lẩu, thế mà cậu phát hiện được đầu tiên, tôi còn tưởng rằng cậu là người bình thường nữa đó. Người đàn ông mặc u phục thoải mái cười nói, Nguyên Anh sơ kỳ, có thể củng cố được linh khí cường đại như thế, gần như có thể so với Nguyên Anh đỉnh phong bình thường được rồi, tôi thừa nhận cậu là thiên tài. Dù là chiến sĩ tiền tần ở hơn 2.000 năm trước, danh sách thiên tài chắc chắn cũng có một chỗ của cậu, có lẽ nếu cùng cảnh giới thì tôi cũng chưa hẳn là đối thủ của cậu. Chỉ có điều, bây giờ đối thủ của cậu, là người đang áp chế cảnh giới, lại vượt ra khỏi mấy cái cảnh giới nhỏ của cậu đó nha. Vừa nói xong, người đàn ông mặc u phục liền thả người tiến lên, linh khí trên nắm tay tràn ngập, đón nhận Tô Thương. Sau một giây. Quyền đầu của hai người va chạm. Một dư âm chiến đấu kinh khủng tản ra bốn phía đẩy ra xung quanh, cây cối xung quanh lập tức bị bẻ gãy. Đúng lúc này, có hai bóng người nhanh chóng lướt đến, xa xa nhìn thấy cảnh này. Hai người này chính là Quách Ý cùng ông chủ gia tộc Nam Cung, Nam Cung Ngự. Trước đó ở núi Cửu Phong, bọn họ tuân theo mệnh lệnh của Tô Thương, đi tới Giang Bắc trước một bước. Vừa rồi hai người bọn họ đang tu luyện ở núi Lạc Hà, cảm nhận được sóng linh khí cường đại, liền ra đến xem thử. Khí tức thật mạnh, là cậu chủ. Nam Cung Ngự thấy được Tô Thương, nhất thời nói ra, cậu chủ đang cùng người khác chiến đấu. Cậu chủ. Quách Ý thấy vậy, đang chuẩn bị lấy ra quà thanh phong tiến lên hỗ trợ, có điều chợt nhìn thấy người đàn ông mặc u phục đó, nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, anh. Anh Bạch Khởi. Bạch Khởi. Không sai, cái người đàn ông mặc âu phục đang áp chế cảnh giới đánh nhau với Tô Thương,
chính là sát thần Bạch Khởi. Bạch Khởi là chuẩn tiên đế, với cảnh giới của anh ấy, tất nhiên có thể phán đoán được địa điểm linh khí khôi phục tại Giang Bắc. Thế là, sau khi nhập thế, Bạch Khởi liền đi tới Giang Bắc, bình thường tại núi Lạc Hà đợi, hoặc là đi vào thành phố thưởng thức đồ ăn ngon, trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, ngồi đợi linh khí khôi phục bắt đầu. Trước đó, lúc Quách Ý cùng Nam Cung Ngự đi vào núi Lạc Hà, Bạch Khởi liền chú ý đến, chỉ là không có hứng thú với Nam Cung Ngự, mà chỉ là để ý đến Quách Ý. Bởi vì trên người Quách Ý, có khí tức của sư phụ anh ấy là Huyền Vi chân nhân, khí tức của Quỷ Cốc Tử, vì thế Bạch Khởi liền âm thầm định ngày hẹn với Quách Ý. Quách Ý sau khi biết được thân phận của Bạch Khởi, lấy ra quà thanh phong chứng minh thân phận của mình, nhận được thiện cảm với Bạch Khởi, lúc này, anh ấy liền tặng cho Quách Ý rất nhiều dược liệu cổ cùng nhiều vật liệu hiếm thấy. Bạch Khởi đối với cái tiểu sư đệ mới nhập môn này, có thể nói là cực kỳ chăm sóc, vô cùng yêu mến. Phải biết rằng, những dược liệu cổ và những vật liệu hiếm thấy này, đừng nói đến những sư huynh đệ khác, mà ngay cả sư phụ Huyền Vi chân nhân, cũng đều không có được. Đêm nay Bạch Khởi thay đổi âu phục ngay ngắn, lúc đầu định đưa tiểu sư đệ cùng đi ăn lẩu. Chỉ là Quách Ý muốn tu luyện, nâng cao thực lực của mình, nên liền từ chối, vì thế Bạch Khởi đành phải đi một mình. Giờ này phút này, Quách Ý nhìn thấy sư huynh Bạch Khởi lại đang đánh nhau với cậu chủ. Vì thế, mới không vội vàng. Sư huynh áp chế cảnh giới, chắc hẳn ngẫu nhiên gặp cậu chủ, đang thử thăm dò cậu chủ thôi. Quách Ý nhẹ nhàng cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, xem tiếp đi, tôi ngược lại rất là hiếu kỳ, cậu chủ cuối cùng là mạnh thế nào, đánh thắng được sư huynh hay không? Quách Ý. Nam Cung Ngự bên cạnh không nhận ra Bạch Khởi, giờ phút này lo lắng nói ra, thực lực của người kia, chắc là mạnh hơn cậu chủ một chút, chúng ta ra tay một lượt đi, nếu như cậu chủ chết, chúng ta đã ký khế ước linh hồn rồi thì cũng sẽ chết theo đó. Đừng vội. Quách Ý lại cười nói, cái người đàn ông mặc u phục kia tôi biết, anh ấy sẽ không làm tổn thương cậu chủ đâu, chúng ta ở chỗ này quan sát là được rồi. Thế à? Nam Cung Ngự nghe nói như thế, đột nhiên thở dài một hơi, sau đó cũng không vội nữa. Cùng lúc đó, nơi xa, người đàn ông mặc u phục Bạch Khởi cùng Tô Thương sau khi chạm tay một cái, nhất thời xuất hiện hoang mang ngắn ngủi. Ha ha, tiền bối, anh đã sống đến gần hết đời rồi, quá khứ chắc nhiều chua xót hơn nhiều so với người bình thường, quyền pháp này của tôi, đối với anh ngược lại cũng có một chút khắc chế đó nha. Tô Thương thấy vậy, thừa thắng xông lên, bách thế luân hồi quyền. Cùng lúc đang nói chuyện, Tô Thương lại lần nữa đánh ra một quyền, trực tiếp đập vào lồng ngực Bạch Khởi. Dựa theo tiếng vang trầm đục đó, Bạch Khởi đang đứng ở trạng thái hoang mang, không để ý nên đã bị Tô Thương một quyền đánh bay. Có điều, ngay thời khắc quan trọng, Bạch Khởi đã kịp phản ứng, ngưng tụ linh khí tiếp nhận, thật sự không hề bị thương. Luân hồi. Sau khi ổn định thân hình, Bạch Khởi nhìn chăm chú Tô Thương, thoáng có chút kinh ngạc, không ngờ quyền pháp này của cậu lại có ý cảnh luân hồi, ngược lại là tôi xem nhẹ cậu rồi đó, thử lại đi. Vừa nói xong, Bạch Khởi thả người tiến lên, toàn thân tràn ngập sát ý, cười lạnh nói, ý cảnh luân hồi quả nhiên không tồi, nhưng mà trong chiến đấu thì sát ý là quan trọng nhất, cái gì mà ý cảnh, cũng không sánh bằng sát ý, tôi chính là sát thần, sát ý từng giết hại hàng vạn sinh linh, có thể phá vạn pháp. Sát thần. Bạch Khởi. Tô Thương đã nhận ra được sự tồn tại của Quách Ý, tất nhiên cũng nghe được cuộc nói chuyện của Quách Ý và Nam Cung Ngự ở phía xa, biết được thân phận của người đàn ông mặc u phục. Anh ấy chính là sát thần đệ nhất thời Tiền Tần, Vũ An Quân, Bạch Khởi. Cậu chủ, không cần hoảng hốt, anh ấy là Bạch Khởi, là đồng môn của tôi, anh ấy rất tốt với tôi. Lúc này, Quách Ý dùng linh hồn truyền âm nói, anh ấy chắc chắn sẽ không tổn thương anh cứ việc sử dụng toàn lực là được. Tô Thương nhẹ gật đầu, sau đó lại lần nữa sử dụng bách thế luân hồi quyền, chiến đấu với Bạch Khởi. Sau một giây, quyền đầu của hai người va chạm, không một động tác thừa, tạo thành động tĩnh đặc biệt lớn. Bạch Khởi đã có phòng bị rồi, tại khoảnh khắc tiếp xúc với quyền đầu của Tô Thương, giữ vững bản tâm,
nên không tiếp tục bị ý cảnh luân hồi ảnh hưởng nữa. Còn với Tô Thương, mặc dù sát ý bạch khởi phi thường khủng bố, hoàn toàn có thể ảnh hưởng linh hồn, để đối thủ kinh hồn bạt vía, không dám tham chiến, chắc chắn sẽ rơi vào hạ phong. Nhưng Tô Thương có được linh hồn của tiên đế, sát ý của bạch khởi cũng giống như thùng rỗng kêu to mà thôi. Cứ như vậy, Tô Thương cùng bạch khởi đánh bất phân thắng bại, cũng tính là cân sức ngang tài. Bốn phía cây cối đều bị hủy hết, dưới mặt đất đều xuất hiện vô số cái hố sâu do quyền đấu đập xuống tạo thành, điều này đủ để chứng minh trận đánh này kịch liệt thế nào rồi. Khoảng mười mấy phút sau, tinh khí của Tô Thương tiêu hao khá nhiều, cảm thấy không thể tiếp tục tiêu tan lâu dài được nữa, liền có ý định lấy ra chí bảo. Trước lúc này, anh điều động toàn bộ lực lượng, đánh ra một quyền. Ngay sau đó, Tô Thương cùng Bạch Khởi cùng nhau bay rớt ra ngoài. Sau khi ổn định thân hình, hai người cách xa nhau chừng 10 mét, bốn mắt nhìn nhau. Tô Thương, cậu rất mạnh, mạnh ngoài dự liệu của tôi vốn cho rằng tôi dùng sức mạnh của cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong, thì rất nhẹ nhàng có thể áp chế cậu, nhưng không ngờ rằng, cậu thế mà có thể đánh tay đôi được với tôi. Bạch Khởi nhìn về phía Tô Thương, trong mắt lộ ra một nụ cười khen thưởng, sau đó cười nói, có điều, dù sao nguồn linh khí của cậu cũng không bằng tôi. Nếu vẫn tiếp tục đánh thế này thì chỉ cần đánh khoảng 300 hiệp nữa, cậu chắc chắn thua không thể nghi ngờ. Mặc dù cậu thua, nhưng lại nhận được lời khen của tôi, tuy bại nhưng mà rất vinh dự đó. Bạch Khởi tiền bối, bây giờ nói thắng thua, có phải là quá sớm hay không? Tô Thương khóe miệng nhếch lên một vị nụ cười, sau đó nói ra, đừng quên, tôi có thể vận dụng chí bảo, còn anh thì không thể. Thì sao chứ? Bạch Khởi nhẹ nhàng cười một tiếng, không thèm quan tâm nói, với cảnh giới của cậu, có thể có vũ khí cường đại gì chứ, cho dù có sử dụng, cũng không làm gì được tôi. Chỉ bằng cậu thủ động chịu trói, thành thành thật thật để tôi đánh một trận, có lẽ tôi sẽ cân nhắc đến chuyện vì cậu biết chủ động, mà ra tay nhẹ một chút. Bạch Khởi thoải mái cười nói, rõ ràng hôm nay chính là muốn đánh Tô Thương. Nhìn vậy nhưng không phải vậy nha. Nhìn chí bảo của tôi đây, tháp hư không? Tô Thương nhếch miệng lên, sau đó vừa động suy nghĩ, liền lấy ra tháp hư không. Vù! Tháp hư không vừa ra, trong chốc lát, liền có hàng vạn ánh sáng chiếu xuống, bao trùm lấy Tô Thương. Cái này ánh sáng, chính là mẫu khí của vạn vật, vạn pháp bất xâm, tản ra uy thế kinh khủng. Cái gì? Sau khi nhìn thấy tháp hư không, Bạch Khởi đột nhiên sắc mặt biến đổi, khiếp sợ nói ra, đế khí của vị thông thiên đại nhân kia, vậy mà trong tay cậu sao? Ha ha, Bạch Khởi tiền bối, xem ra tin tức liên quan tới tôi, anh nghe được vẫn là quá ít, nếu không chắc chắn phải biết lá bài tẩy của tôi là tháp hư không chứ? Tô Thương cười cười, sau đó nói tiếp, có điều, tôi còn có một cái chí bảo, trước đó vô tình lấy được, bởi vì tôi chưa tìm hiểu được lai lịch của nó, nên đã lâu lắm không sử dụng rồi. Bạch Khởi tiền bối, anh thật có phúc, hôm nay tôi cũng sẽ đem nó ra, để anh thưởng thức một chút. Vừa nói xong, Tô Thương liền động suy nghĩ, nói ra, chìa khóa của Đông Phủ, ra đi. Vù! Trong lúc đó, một chí bảo cùng loại phóng ra từ trong cơ thể Tô Thương, lơ lửng giữa không trung, tản ra uy thế kinh khủng, làm người sợ hãi. Cái gì, chí bảo cường đại như thế? Thế mà cậu không chỉ có một cái thôi sao? Ánh mắt Bạch Khởi, lập tức bị chìa khóa của Đông Phủ lơ lửng giữa không trung hấp dẫn, trong mắt từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc, dần dần diễn biến thành chấn động mãnh liệt, tự lẩm bẩm, chìa khóa của Đông Phủ, lại là chìa khóa của Đông Phủ, cậu sao lại có chìa khóa của Đông Phủ được chứ? Hả? Tô Thương khẽ nhíu mày, liếc nhìn lên trên một chút, chẳng lẽ anh ấy lại biết lai lịch của chìa khóa của Đông Phủ? Món chí bảo này, là Tô Thương ở một chỗ sâu nơi động phủ phía đông của Đông Sơn lấy được, cực kỳ quỷ dị và cường đại. Dù là Tô Thương có được linh hồn tiên đế, cũng không nhìn thấu lai lịch của món chí bảo này, chỉ có thể miễn cưỡng thôi động một hai lần, ném ra chút sức mạnh của chí bảo này mà thôi. Trước đó tại trang viên nhà họ Tô, có người tới trả thù, Tô Thương lúc ấy còn chưa có được tháp hư không, nên cưỡng ép thôi động chìa khóa của Đông Phủ, mặc dù gạt bỏ được đối thủ. Nhưng chính anh cũng nhận lại phản phệ. Nếu không phải Hoa Thời Mạc có một loại đan dược cổ cường đại,
Tô Thương đã gặp gai hiểm rồi. Từ đó về sau, Tô Thương gần như không sử dụng đến chìa khóa của Đông Phủ nữa, thứ này làm cho người khác nhìn không thấu, anh không muốn mạo hiểm. Lúc trước tại núi Côn Luân bế quan, Tô Thương đặt chân đến cảnh giới Nguyên Anh, từng lấy ra chìa khóa của Đông Phủ để nghiên cứu. Có điều, dù là Tô Thương tấn cấp Nguyên Anh, vẫn luôn không nhìn thấu chìa khóa của Đông Phủ, chỉ biết là món chí bảo này vô cùng cường đại, thậm chí không thua gì tháp hư không. Nhưng cũng còn tốt, chìa khóa của Đông Phủ đã nhận Tô Thương là chủ, Tô Thương là chủ nhân chân chính của chìa khóa của Đông Phủ này. Nếu như Tô Thương không cưỡng ép thôi động, món chí bảo này tất nhiên sẽ không phản lại chủ. Chí bảo cường đại chân chính, bên trong đều có linh khí của đế khí. Tháp hư không cũng có linh khí của đế khí, có điều lúc trước đã bị tách rời, linh khí của đế khí đã không còn ở đây, không biết đi nơi nào rồi. Tô Thương kết luận, bên trong chìa khóa của Đông Phủ, chắc chắn cũng có linh khí của đế khí. Bây giờ chìa khóa của Đông Phủ là thứ hoàn chỉnh, nói cách khác, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì linh khí của đế khí vẫn còn tồn tại bên trong chìa khóa của Đông Phủ. Có điều, có lẽ vì nguyên nhân nào đó mà, nó đang ngủ say, Tô Thương không cảm giác được linh khí của đế khí tồn tại, cũng không có cách nào kết nối được với nó. Nếu như chờ Tô Thương cảnh giới cao, hoặc là thời cơ chín muồi rồi, cũng không phải là không có cơ hội kết nối được với linh khí của đế khí. Lúc này Tô Thương lấy ra chìa khóa của Đông Phủ, cũng chỉ là muốn hù dọa Bạch Khởi một chút mà thôi. Còn điều nữa chính là, với thực lực của Tô Thương bây giờ, có thể thôi động chìa khóa của Đông Phủ, nhưng lại không cần phải chịu bất kỳ phản vệ nào, so với việc sử dụng tháp hư không là giống nhau. Bạch Khởi không phải muốn dạy dỗ mình à, Tô Thương làm sao chịu ẩn nhẫn, định đêm nay tế ra hai món chí bảo, phản công lại. Nhưng Tô Thương hoàn toàn không ngờ được, Bạch Khởi lại biết được chìa khóa của Đông Phủ, cái này khiến anh cực kỳ bất ngờ. Tô Thương! Bạch Khởi kích động khác thường, run rẩy cuống họng nói ra, chìa khóa của Đông Phủ, sao lại trong tay cậu? Chỉ là vô tình lấy được thôi. Tô Thương nghênh tiếp ánh mắt Bạch Khởi, tìm hiểu nói, Bạch Khởi tiền bối, anh biết chìa khóa của Đông Phủ. Tất nhiên biết, đây là đế khí của cậu chủ Tổ Long bệ hạ của tôi. Bạch Khởi nói ra một cái tin tức đầy giá trị. Đế khí của Tổ Long. Tô Thương quả thực bị kinh hãi rồi, Tổ Long trong miệng anh, chính là Hoàng đế Thủy Hoàng. Trừ cậu ấy ra, còn ai dám tự xưng là Tổ Long? Trừ cậu ấy ra, có ai xứng làm chủ nhân của tôi chứ? Bạch Khởi vội vàng hỏi, Tô Thương, nhanh nói cho tôi biết, cậu rốt cuộc sao lại lấy được chìa khóa của Đông Phủ? Đông Sơn của Giang Bắc, có một cái động phủ, nửa năm trước, tôi vô tình lấy được chìa khóa của Đông Phủ. Tô Thương nói rõ sự thật. Đông Sơn, Giang Bắc. Chìa khóa của Đông Phủ, sao lại ở Giang Bắc, không phải chứ, cái này không phải chứ. Bạch Khởi tự lẩm bẩm, năm đó cậu chủ cảm giác được nguy cơ ở trái đất, phá vỡ hư không rời khỏi trái đất, qua ngoại vực tìm kiếm đại cơ duyên. Ngoại vực nguy hiểm trùng điệp, cậu chủ sao lại đem đế khí quan trọng nhất của mình, để lại trái đất chứ. Bạch Khởi nói tiếp, không đúng, không có đế khí, lực lực của cậu chủ chắc chắn bị giảm phân nửa, cậu ấy làm việc luôn luôn cẩn thận, lại biết rõ nguy hiểm ở ngoại vực, tuyệt đối sẽ không bỏ lại đế khí. Chẳng lẽ cậu chủ gặp phải nguy hiểm, đế khí chìa khóa của Đông Phủ, tự chủ về trái đất, rơi xuống Giang Bắc? Nghĩ tới đây, Bạch Khởi sắc mặt cực kỳ phức tạp, trong mắt tràn đầy lo lắng. Bạch Khởi tiền bối, có phải anh đang quá lo lắng hay không? Tô Thương thấy vậy, liền trấn an nói, tôi nghe nói Tổ Long đã là tiên đế đỉnh phong rồi, lại có cực ít đối thủ. Với thực lực của anh ấy, dù là ở ngoại vực, cũng đều thuộc về bá chủ một phương, ai có thể giết anh ấy được chứ? Tô Thương tiếp tục trấn an nói, cho dù có người thực sự làm được, sao lại thả chìa khóa của Đông Phủ ra được chứ? Đế khí không có chủ nhân, ở trước mặt cường giả tiên đế chính thức, cũng như dê đợi làm thịt. Tô Thương tiếp tục nói, nếu như Tổ Long thật sự gặp đối thủ cường đại, bị đối phương gạt bỏ, bọn họ tất nhiên sẽ khống chế chìa khóa của Đông Phủ, đem chiếm thành của mình. Dù sao một cái đế khí, có ý nghĩa vô cùng lớn, sau khi loại bỏ hết dấu vết của chủ cũ, có thể ban thưởng cho tiểu bối,
cũng có thể giữ lại cho chính mình, thời khắc quan trọng ném ra đế khí cho nó tự nổ, nguy hiểm cực kỳ kinh người, có thể giữ được tính mạng, có thể đả thương đối thủ, ai nhìn thấy đế khí mà từ bỏ lấy nó về được chứ? Tô Thương khẽ cười nói, vì thế, chỉ với chuyện chìa khóa của Đông Phủ ở trái đất, không thể kết luận Tổ Long gặp phải nguy hiểm được. Cậu nói có lý. Sau khi nghe được lời Tô Thương nói, Bạch Khởi nhẹ gật đầu, sau đó lo lắng nói, đã qua hơn 2.000 năm rồi, Tổ Long đến nay chưa về, cũng không biết ở ngoại vực như thế nào gió ô. 2.000 năm mà thôi, đối với người tu chân mà nói, chẳng qua là một cái búng tay. Tô Thương cười cười. Quả thật như thế, Tổ Long sau khi đi, tôi sử dụng phong ấn, chỉ chớp mắt đã qua 2.000 năm, thế sự xoay vần, đối với người tu chân mà nói, chỉ là một chớp mắt mà thôi. Bạch Khởi nhìn về phía Tô Thương, sau đó nghi ngờ nói, Tô Thương, cậu đối với những chuyện khác ở cấp bậc tiên đế, hình như còn hiểu hơn tôi đó, cậu chẳng qua là cảnh giới nguyên anh mà thôi, làm sao lại hiểu nhiều như vậy được. Ha ha! Tô Thương thuận miệng nói ra, tôi thích đọc sách, tôi từng đọc qua rất nhiều sách cổ, nên cũng có chút cảm giác được. Là thế à? Bạch Khởi lộ ra một nụ cười, rõ ràng không quá tin tưởng lời giải thích này, ngay sau đó anh ấy lại nhìn chìa khóa của Đông Phủ một chút, sau đó dò hỏi cậu có thể khống chế chìa khóa của Đông Phủ. Như anh thấy đó, tôi đã là chủ nhân của chìa khóa của Đông Phủ rồi, tất nhiên có thể tùy ý khống chế sử dụng nó. Tô Thương nói tiếp, chỉ có điều cảnh giới của tôi tương đối thấp, còn không cách nào điều động được toàn bộ lực lượng của chìa khóa của Đông Phủ. Nhưng nếu vận dụng chìa khóa của Đông Phủ, trong cùng một cảnh giới, bất luận đối phương kinh tài tuyệt diễm cỡ nào, tuyệt đối đều không phải là đối thủ của tôi. Dù là đối mặt cảnh giới hóa thần, tôi cưỡng ép thôi động tháp hư không cùng chìa khóa của Đông Phủ, mặc dù sẽ nhận phản phệ, nhưng cũng có sức đánh một trận. Tô Thương nghênh tiếp ánh mắt Bạch Khởi, thoải mái cười nói, vì thế, Bạch Khởi tiền bối, đêm nay chỉ sợ anh phải bị tôi trừng trị rồi. Vậy cũng không chắc nha, tôi cũng có đề khí, lại là bản mệnh đề khí của bản thân tôi, mặc dù là đề khí của chuẩn tiên đế, nhưng cũng có thể cùng cậu đánh tay đôi đó. Bạch Khởi mạnh mẽ nói ra, Bạch Khởi tiền bối, anh thật là quý nhân nhiều chuyện nhanh quên đó nha, chẳng lẽ anh đã quên, trận đấu giữa chúng ta. Chỉ có tôi mới có thể sử dụng chỉ bảo hay sao? Tô Thương nhắc nhở. Cậu! Bạch Khởi giờ mới hiểu được, nghiến răng nghiến lợi nói ra, thì ra tên nhóc cậu là ở đây chờ tôi hả? Tôi không nghi ngờ cậu chỉ là một nguyên anh nhỏ nhoi, thế mà nắm trong tay hai đại chỉ bảo mạnh thế này, là tôi tính sai rồi. Bạch Khởi mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn nói, xem ra đêm nay tôi phải thua, tiếp tục đánh nữa cũng không cần thiết rồi. Đúng vậy đó. Tô Thương nghiêm túc nói, Bạch Khởi tiền bối, nếu như tiếp tục đánh nữa thì anh chắc chắn sẽ bị tôi đánh tơi bời đó. Tôi cũng không phải là người không hiểu chuyện, nếu anh cảm thấy bị tôi đánh sẽ mất mặt, có thể lựa chọn nhận thua. Cậu nói tôi nhận thua sao? Tôi đường đường là chiến thần Bạch Khởi, lừa giết hàng trăm triệu sinh linh, uy nghi khắp thiên hạ, hoành hành quét ngang trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, cậu nói tôi phải nhận thua sao? Bạch Khởi nhìn chằm chằm vào Tô Thương, giọng điệu lạnh lùng nói, tên nhóc này, cậu cảm thấy có khả năng đó không? Không nhận thua thì sẽ bị đánh, Tô Thương giọng điệu bình thản nói ra. Tôi cho cậu cái quyền đó thật sao? Bạch Khởi bắt đầu tức giận, vừa nói vừa muốn giải trừ phong ấn của bản thân. Một lời đã nói ra, tứ mã nan truy, Bạch Khởi tiền bối tuyệt đối không thể mất đi danh dự chứ vậy được chứ? Tô Thương không mặn không nhạt nhắc nhở. Tôi, Bạch Khởi hung hăng liếc nhìn Tô Thương một chút, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói ra, được, tên nhóc kia, đêm nay tôi nhận thua, tôi thua, thế này là được rồi chứ gì. Anh nhận thua à? Tô Thương lộ ra một nụ cười thỏa mãn, sau đó nói, không thú vị gì hết, tôi không chấp nhận. Vừa nói xong, Tô Thương không chần chờ chút nào, lập tức hai tay bấm quyết, khống chế chìa khóa của Đông Phủ nghiền ép Bạch Khởi. Tôi. Bạch Khởi vừa tức giận, vừa chống lại vừa nhìn không được chửi rủa, tên nhóc đáng chết này, cậu không tuân theo quy tắc. Bạch Khởi tiền bối, anh lại quên rồi, đây là do anh mới dạy tôi mà. Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó không hề giữ lại chút thể diện nào, dùng chìa khóa của Đông Phủ hoàn toàn nghiền ép Bạch Khởi. Không chỉ có như thế.
Đối mặt chìa khóa của Đông Phủ, Bạch Khởi chỉ có thể bị động phòng thủ, vì thế Tô Thương cũng không cần dùng tháp hư không để phòng ngự nữa, nên sử dụng luôn tháp hư không ra ngoài. Lúc này, một mình Bạch Khởi, nghênh chiến hai chí bảo là tháp hư không và chìa khóa của Đông Phủ, gần như bị đánh liên tục, chỉ cần có chút không cẩn thận, thì sẽ bị đánh không ngừng. Mấy phút đồng hồ sau, miệng Bạch Khởi đã phun ra máu, Âu Phục cũng rối tung, không còn ngay ngắn nữa. Cuối cùng, tháp hư không và chìa khóa của Đông Phủ, liên tiếp không ngừng đánh ở trên người anh ấy, làm anh ấy liên tục bại lui. Mặc dù rất thảm, nhưng Bạch Khởi từ đầu tới cuối vẫn luôn duy trì phong ấn, để cho mình ở cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong, cũng không chịu phá bỏ quy tắc để sử dụng để khí của chính mình. Tất nhiên, Bạch Khởi sở dĩ nhịn được, cũng không phải là bởi vì cái gọi là hứa hẹn đó, cái chó má gì mà một lời đã định tứ mã nan truy chứ, đều là lừa gạt mà thôi. Anh ấy có thể nhẫn nhịn không ra tay, hoàn toàn là bởi vì người đánh anh ấy là Tô Thương. Bây giờ, Bạch Khởi đối với thân phận của Tô Thương, sinh ra từng chút nghi ngờ. Khi lần đầu tiên nhìn thấy Tô Thương, Bạch Khởi đã kinh ngạc rồi, bởi vì Tô Thương giống cậu chủ của anh ấy là Tổ Long Bệ Hạ như đúc, không có một chút chênh lệch nào. Bây giờ, Tô Thương lại lấy ra chìa khóa của Đông Phủ. Đây chính là để khí của Tổ Long Bệ Hạ, cho dù Tổ Long không ở đây, chìa khóa của Đông Phủ tuyệt đối không có khả năng tùy tiện nhận người khác làm chủ. Cái này không liên quan đến thực lực, mỗi một để khí đều ẩn chứa ý chí của chủ nhân. Dưới tình huống bình thường, trừ khi chủ nhân tự nguyện, hoặc chỉ có thực lực quá mức cường đại, mới có thể xóa đi ý chí chủ nhân của đế khí, từ đó chiếm hữu để khí. Nhưng Tô Thương rõ ràng không thuộc người có thực lực cường đại rồi, như vậy rõ ràng là có vấn đề rồi. Tô Thương vì sao mà có thể khiến cho chìa khóa của Đông Phủ nhận chủ? Còn nữa, Tô Thương không chỉ có chìa khóa của Đông Phủ, còn có được tháp hư không? Cái tiểu tháp này không đơn giản nha, hơn 100 năm trước, trái đất có tới một vị thông thiên đại nhân vật. Mặc dù Bạch Khởi tự mình phong ấn dưới phần mộ của mình, nhưng cũng biết chuyện này, thậm chí đã cùng vị kia thông thiên đại nhân vật kia liên lạc với nhau. Lúc đó đại nhân vật thông thiên kia, tìm được phần mộ mà Bạch Khởi bế quan. Anh ấy ở bên ngoài phần mộ, Bạch Khởi dưới phần mộ, cũng không thấy mặt, chỉ là từng xúc ngắn ngủi với nhau. Bạch Khởi biết vị cường đại kia, vượt xa so với chính mình, thậm chí có thể so với Tổ Long. Cũng chính là do vị kia căn dặn, Bạch Khởi mới chọn ngay thời điểm linh khí khôi phục mới xuất quan. Bạch Khởi biết rõ, vị đại nhân vật cấp tiên đế kia, đã sắp xếp rất nhiều chuyện, mục đích cũng là vì linh khí khôi phục, vì cải biến trạng thái tu luyện của trái đất, từ đó giúp trái đất lớn mạnh hơn. Bây giờ Bạch Khởi nhìn thấy Tô Thương vậy mà có được chí bảo để khí của vị kia thông thiên đại nhân vật kia, càng thêm cảm thấy lai lịch của Tô Thương thâm sâu không lường được. Cho dù là chìa khóa của Đông Phủ, hay là tháp hư không, đều là để khí nhất đẳng, mà chủ nhân của hai chỉ bảo này, đều là tâm hướng về những tiên để trên trái đất. Tô Thương nắm trong tay hai đế khí, nhất định là một nhân vật quan trọng rồi, không thể chọc vào, không thể chọc vào. Sau khi nghĩ rõ ràng tất cả mọi chuyện, Bạch Khởi không dám tích cực đánh nhau với Tô Thương, mà chỉ có thể im lặng chịu đựng bị đánh. Tô Thương thấy vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Anh ấy sở dĩ không kiêng nể gì như thế, tất nhiên cũng là nhìn thấu điểm này, biết Bạch Khởi sẽ không trở mặt. Tháp hư không tạm thời không đề cập tới, vẻn vẹn chỉ là chìa khóa của Đông Phủ, cũng có thể khiến Bạch Khởi khiếp sợ rồi. Chủ nhân của chìa khóa của Đông Phủ, là Hoàng đế Thủy Hoàng Tổ Long, cũng chính là cậu chủ của Bạch Khởi. Bây giờ chính mình thành chủ nhân của chìa khóa Đông Phủ, hơn nữa chính mình cũng giống Tổ Long đến mấy phần, chỉ với điểm này, cũng có thể khiến Bạch Khởi có nhiều nghi ngờ rồi, từ đó không dám động đến mình. Được rồi, trở lại hết đi. Khoảng 10 phút sau, Tô Thương thấy không có gì thay đổi, nên vẫy vẫy tay, thu hồi tháp hư không cùng chìa khóa của Đông Phủ. Phù phù phù. Lúc này, Bạch Khởi đã tê liệt ngồi xuống đất, toàn thân như chút được gánh nặng, thở hồng hộc nói, Tô Thương, coi như tên nhóc nhà cậu hung ác thật, tôi nhớ kỹ cậu rồi đó. Ha ha, Bạch Khởi tiền bối, xem ra anh không phục hả? Tô Thương thoải mái cười nói, nếu không thì lại đánh thêm một trận đi. Đừng đừng đừng, phục, tôi phục rồi. Bạch Khởi vội vàng khoát tay, rõ ràng là sợ hãi.
chịu khuất phục là tốt. Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó liền đem tháp hư không cùng chìa khóa của Đông Phủ thu vào trong cơ thể. Bạch Khởi thấy vậy, lập tức giải trừ phong ấn của chính mình, cảnh giới chuẩn tiên để lại lộ ra, vết thương của anh ấy lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Bạch Khởi tiền bối, anh cũng không thể tính sổ với tôi nhanh vậy được chứ. Tô Thương giật nảy mình, vội nói gấp, yên tâm đi, con người của tôi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tôi thua thì thua, chuyện lúc trước thì khỏi nói tới. Bạch Khởi liếc nhìn Tô Thương một chút, sau đó nói, Tô Thương, tôi muốn biết chìa khóa của Đông Phủ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, cậu liên hệ với linh khí của chìa khóa Đông Phủ thế nào được. Tô Thương lắc lắc đầu nói, tôi không nhìn thấy linh khí của đế khí này, từ khi tôi có được chìa khóa của Đông Phủ, vẫn đang nghiên cứu, nhưng chưa hề thu hoạch được gì. Cái này là cậu ở Đông Sơn lấy được chìa khóa của Đông Phủ hả? Bạch Khởi hỏi thăm lại lần nữa. Đúng, Tô Thương không phủ nhận. Bây giờ tôi tin tưởng cậu là người quan trọng mở ra linh khí khôi phục rồi. Bạch Khởi nhìn qua Tô Thương, tiếp tục nói, hơn nữa, nếu như tôi không đoán sai, địa điểm linh khí khôi phục, ngay tại Đông Sơn, cái động phủ kia. Cũng có khả năng đó. Tô Thương cũng đồng ý. Sau đó nói tiếp, đối với cái động phủ kia, trước đó tôi đã muốn qua thăm dò thử, chỉ là sau đó gặp một số việc vặt, nên không để ý đến. Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi, chúng ta cùng đi xem đi. Bạch Khởi không kịp chờ đợi mà nói. Đừng vội. Tô Thương khẽ cười nói, bây giờ đi cũng vô dụng, linh khí khôi phục chắc là phải mai kia mới mở ra, vợ của tôi vẫn đang chờ tôi đến ăn lẩu đó. Bạch Khởi tiền bối. Nếu anh không yên tâm, thì tự mình đi tìm hiểu trước đi, tôi đợi tin tức của anh. Đại sự trước mắt, Tô Thương làm sao mà nhớ thương nồi lẩu thật sự được chứ? Chỉ là hiện tại Tô Thương biết, chìa khóa của Đông Phủ là đế khí của Tổ Long, như vậy thì đế khí của Động Phủ ở Đông Sơn, chắc chắn không đơn giản, có lẽ sẽ có nguy hiểm. Nếu như Bạch Khởi chưa từng xuất hiện, dù là gặp nguy hiểm, Tô Thương cũng sẽ kiên trì đi một lần. Nhưng bây giờ lại khác. Có chuẩn tiên đế Bạch Khởi đến dò đường trước, Tô Thương tất nhiên không muốn đánh trận đầu rồi. Sau khi nghe được đề nghị của Tô Thương, Bạch Khởi trầm tư một lát, cuối cùng nghiêm túc gật đầu. Tô Thương, đừng tưởng rằng tôi không biết cậu có ý định quỷ quái gì với tôi, đơn giản chỉ là muốn để tôi thay cậu một chuyến, cậu không muốn mạo hiểm. Bạch Khởi nhìn về phía Tô Thương, sau đó chính nghĩa nói ra, có điều, đối với trái đất bây giờ mà nói. Quả thực nếu so sánh nghiêm túc thì người mang hai loại bảo vật là tháp hư không và chìa khóa của Đông Phủ như cậu, khi linh khí khôi phục thật sự cần cậu đến mở. Tôi là một trong số những người may mắn còn sống sót ở trái đất, tất nhiên đã tìm hiểu tất cả mọi chuyện rồi. Bạch Khởi nói tiếp, nhưng mà tên nhóc kia, đừng tưởng rằng chỉ có như thế mà có thể sai khiến được tôi nha. Trong thiên hạ, từ xưa đến nay, Bạch Khởi tôi chỉ nghe mệnh lệnh của một người, người kia chính Tổ Long Bệ Hạ. Bạch Khởi nghiêm túc nói, trừ chuyện đó ra, cho dù là mệnh lệnh của sư tôn Quỷ Cốc Tử, tôi đều không nghe theo. Tôi sở dĩ giúp cậu, chỉ là không muốn linh khí khôi phục xảy ra sai sót gì, dù sao cái này liên quan đến tương lai của những tu sĩ cường đại trên trái đất, chuyện này so với tâm nguyện của cậu chủ tôi giống nhau cực lớn. Bạch Khởi nói thêm, tôi hiểu rồi, như thế thì xin nhờ Bạch Khởi tiền bối. Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó tò mò hỏi, Bạch Khởi tiền bối, anh nói anh là một trong những người may mắn sống sót ở trái đất, vậy anh có thể biết được nơi ở của những chuẩn tiên đế khác không, bọn họ có tham gia vào ngày linh khí khôi phục không? Tung tích của bọn họ, tôi tất nhiên biết, giữa chúng tôi cũng có liên hệ với nhau, chỉ là trước mắt tôi không thể nói cho cậu được. Bạch Khởi thành thật trả lời, còn về chuyện linh khí khôi phục. Chúng tôi không thể để toàn bộ mọi người tham gia vào việc này được. Nếu không, lỡ như xảy ra sai lầm, chuẩn tiên để ở trái đất nếu bị diệt hết thì trái này không có tương lai nữa rồi. Có điều, cậu yên tâm, ngoại trừ tôi, vẫn còn có một sư huynh, cùng tôi nhập thế một chỗ, trước mắt đang ở tại Giang Bắc, lúc linh khí khôi phục cũng sẽ ra mặt. Sư huynh của anh, cũng là nhân vật thời kỳ tiền tần hay sao? Tô Thương hỏi. Bạch Khởi cười cười nói, không cần dụ tôi nói ra đâu. Dù sao sư huynh của tôi sẽ lộ diện, cậu sớm muộn cũng sẽ biết anh ấy là ai, tôi nói cho cậu biết cũng không sao, chắc hẳn cậu từng nghe nói Thương Ưởng rồi chứ. Thương Ưởng. Tô Thương tất nhiên biết,
trên sách học nhân vật lịch sử có, lấy sức một mình, phát triển toàn bộ triều Tần lớn mạnh. Hoàng đế Thủy Hoàng có thể tung hoành quét ngang trên trời dưới đất, đến mức có thể dương oai với toàn thiên hạ, có quan hệ cực lớn với anh ấy. Không sai, sư huynh Thương Ưởng của tôi, lúc này đang ở tại Giang Bắc, anh ấy cũng là chuẩn thiên đế, sách thương quân trong tay, đại diện cho pháp tắc thiên hạ. Bạch Khởi kiêng kỵ như sâu nói, sách thương vừa ra, đến ngay cả tôi cũng phải đau đầu đó. Tôi tung hoành xa trường, rong ruổi cả đời, cái gì cũng không sợ, chỉ sợ mồm mép của Thương Ưởng sư huynh, anh ấy thật sự có thể lải nhải mọi thứ, chuyện gì cũng phải phân tích rõ ràng, cực kỳ chăm chỉ. Bạch Khởi chửi thề nói, nghe anh ấy nói một lời, tuổi thọ có lẽ giảm mất 10 năm, không, phải là 20 năm mới đúng. Tôi nói cho cậu những lời này, cậu tuyệt đối không được nói cho anh ấy biết, nếu không phải vậy thì cậu sẽ hiểu, thà nói chuyện với tôi còn dễ chịu hơn nhiều. Bạch Khởi nói bổ sung. Tô Thương cười cười nói, ha ha, yên tâm đi, tôi rất nghiêm đó. Bạch Khởi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Quách Ý cùng Nam Cung Ngự, mở miệng nói ra, sư đệ, hai người ra hết đây đi. Quách Ý cùng Nam Cung Ngự nghe vậy, tất nhiên không dám thất lễ, vội vàng từ trong bóng tối đi tới. Bái kiến cậu chủ. Bái kiến sư huynh. Quách Ý đầu tiên là chào hỏi Tô Thương, sau đó mới chào hỏi Bạch Khởi, rồi đứng ở sau lưng Tô Thương. Còn về Nam Cung Ngự, cũng không chào hỏi Bạch Khởi, chắc là e ngại Bạch Khởi, chỉ là rất cung kính đứng ở bên cạnh Quách Ý mà thôi. Cậu chủ. Bạch Khởi nghe được xưng hô của Quách Ý với Tô Thương, nhất thời nhíu mày nói, sư đệ, Tô Thương là cậu chủ của cậu hả? Quách Ý không e ngại, trực tiếp thừa nhận, cậu là tiểu sư đệ của tôi, là người tôi cưng chiều nhất trong sư môn, tên Tô Thương kia có tài đức gì, có tư cách gì làm cậu chủ của cậu? Bạch Khởi hơi có chút tức giận, trầm giọng nói, Tô Thương, tôi muốn cậu lập tức giải trừ linh hồn khế ước cùng sư đệ tôi, chuyện này không có thương lượng, nếu cậu không làm theo, tôi đánh chết cậu. Tôi quen biết với Quách Ý nhiều năm, lúc trước ký kết linh hồn khế ước, là bởi vì gặp rất nhiều chuyện không chắc chắn. Tô Thương nghe vậy, không kiêu ngạo không tự ti nói, bây giờ, linh hồn khế ước tôi đã không cần thiết rồi, bất kỳ lúc nào đều có thể giải trừ, có điều, tôi không thích chịu bất kỳ sự uy hiếp của kẻ nào hết, anh, cũng không ngoại lệ. Được thôi, Tô Thương, cậu lại dám phản kháng tôi, hừm, hôm nay tôi không quản được nhiều chuyện như vậy nữa, cái gì mà linh khí khôi phục, không tỉnh lại cũng được, nhận lấy cái chết đi. Bạch Khởi sau khi nghe được Tô Thương nói, lập tức giận tím mặt, nhanh chóng liền định ra tay, đồng thời nói, mặc dù cậu cùng với sư đệ tôi có linh hồn khế ước, có điều, dựa vào cảnh giới chuẩn tiên đế của tôi, cưỡng ép loại trừ cũng không phải việc khó, tôi sẽ giết chết cậu trước, rút linh hồn khế ước ra, sư đệ tôi tất nhiên sẽ bình yên vô sự. Sư huynh, không thể. Quách Ý thấy vậy, vội nói gấp, nhận Tô Thương làm chủ, là tôi tự nguyện. Nếu như không phải cậu ấy, thì không có tôi bây giờ, một ngày làm chủ, cả đời làm chủ, tôi phản bội ai cũng được nhưng cũng sẽ không phản bội cậu chủ. Quách Ý ngăn tại trước mặt Tô Thương, trịnh trọng nói, nếu như anh bất chấp mà tiếp tục muốn làm, vậy thì anh giết tôi trước đi. Cậu chắc chắn chứ? Bạch Khởi lạnh lùng nói. Chắc chắn, Quách Ý ánh mắt quyết đoán nói. Được, tôi tác thành cho cậu, coi như không có người sư đệ này. Bạch Khởi nghe vậy, giận không kìm được, lập tức liền giơ bàn tay lên, uy thế kinh khủng bao phủ toàn trường. Có điều ngược lại, Bạch Khởi liền tán đi linh khí trong lòng bàn tay, đồng thời lộ ra một nụ cười tán thưởng, ha ha ha, được lắm, không hổ là sư đệ tôi, có ơn tất báo, trọng tình trọng nghĩa. Chuyện của cậu và Tô Thương tôi có nghe sư tôn nói tới, lúc trước ông ấy muốn nhận cậu làm học trò nhưng cậu lại không đồng ý, nói là muốn đi hỏi ý kiến của cậu chủ trước. Cho đến nay cậu vẫn chưa chính thức gật đầu đồng ý, cũng chưa làm lễ bái sư trò. Bạch Khởi nói tiếp, sau khi tôi nghe được thì càng yêu thích cậu hơn, cho nên lúc trước gặp mặt, tôi mới đối xử tốt với cậu như vậy, tặng cậu dược liệu lâu năm và bí bảo, không tệ không tệ, quả nhiên tôi không có nhìn lầm người. Quách Ý thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, anh ấy còn tưởng sư huynh Bạch Khởi sẽ ra tay thật. Nhưng mà, Tô Thương lại chưa hề lo lắng. Vì anh đã đoán được ý đồ của Bạch Khởi, cho nên anh chắc chắn Bạch Khởi sẽ không ra tay với mình. Có cậu chủ thật tốt,
ngưỡng mộ hai người quá, tôi cũng đã từng vì cậu chủ của mình mà liều mạng, đáng tiếc, cậu chủ của tôi bây giờ đang ở đâu tôi cũng không biết. Bạch Khởi dường như đang nhớ về chuyện xưa cũ, thở dài một hơi thật sâu, sau đó lại nhìn sang Nam Cung Ngự, anh ấy vung tay lên một cái, Nam Cung Ngự liền rơi vào hôn mê. Tin tức tôi xuất thế, trước mắt tốt nhất không nên để lộ ra bên ngoài, càng ít người biết càng tốt. Không cần lo lắng, tôi chỉ xóa đi một phần trí nhớ của ông ấy, nghỉ ngơi một đêm là khỏe lại thôi. Bạch Khởi nhìn Tô Thương và Quách Ý, rồi nhắc nhở tiếp, nhớ lấy, nội dung cuộc nói chuyện đêm nay và hành tung của tôi không được để lộ ra ngoài, tôi đi trước đây, tôi đi Đông Sơn tìm hiểu thực hư xem thế nào, có tin gì thì tôi sẽ đến tìm hai người. Để lại một câu nói xong thì thân ảnh của Bạch Khởi biến mất trong nháy mắt, tốc độ quá nhanh, ngay cả Tô Thương cũng không nhìn thấy rõ. Cậu chủ, sư huynh làm như vậy, chắc là lo lắng chuyện mình bị anh đánh tơi bời truyền ra ngoài, anh ấy sợ bị mất mặt. Quách Hí nhỏ tiếng cười nói. Ha ha, cũng có khả năng này lắm. Tô Thương mỉm cười, sau đó nhìn sang Quách Hí, đồng ý niệm một cái, đem khế ước linh hồn ngưng tụ ra, sau đó nghiêm túc nói, Quách Hí. Lúc trước tôi nói như vậy không phải là có Bạch Khởi ở đó, mà tôi nghiêm túc thật sự. Khế ước linh hồn này có thể giải trừ hay không hoàn toàn do cậu quyết định, tôi sẽ không quyết định thay cậu. Tô Thương nói tiếp, cậu cũng đừng quá áp lực trong lòng, cũng đừng sợ người khác nói cậu vong ân bội nghĩa, bản thân tôi cũng không làm gì cho cậu, muốn giải trừ thì cứ giải trừ đi nhé. Cậu chủ, ai mà ngờ, Quách Ý lại nhìn Tô Thương. Trịnh trọng nói, những lời lúc trước tôi nói cũng không phải là giả. Tôi tự mình tình nguyện theo anh, có thể đi theo anh là vinh hạnh của tôi. Quách Ý nghiêm túc nói, tôi tin, đây chính là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời này của tôi. Tốt, Tô Thương thấy vậy, liền thu lại khế ước linh hồn, sau đó nói, tôi cũng không vẽ vời gì nhiều với cậu, hay làm mấy trò hứa hẹn vô vị, cứ chờ xem sau này là được rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 57.